Y đạo quan đồ trương nhất châm. Chương 411, Văn Cầu 3 Lương Thành Long và Trương Dương đi đến Đại viện tỉnh ủy, đây là lần thứ hai Trương Dương đến nơi này trong ngày hôm nay. Cả nhà Diêm Quốc Đào đều ở tại nhà, Lương Thành Long đến chơi cũng không nằm ngoài ý muốn của bọn họ. Biểu hiện của Diêm Quốc Đào rất hỏa ái, chỉ là vợ của ông ta Khổng chân lại không có tính tình tốt như vậy, Khổng chân nói hôm nay bị sao vậy. Vừa rồi cảnh sát giao thông mới đến, bây giờ các người lại đến, đều đã nói rồi, tiểu phi nhà chúng tôi buổi chiều hôm qua không ra ngoài. Có liên quan gì đến nó đâu. Tuy rằng trong lòng Lương Thành Long rất giận, chỉ là trước mặt Diêm Quốc Đào hắn phải nén xuống, Lương Thành Long nói, chú Diêm, gì khổn. Con đến hỏi tình huống của chiếc xe, con chưa nói là đến gây chuyện với Diêm Phi. Diêm Phi tốt nghiệp Đại học Thể dục chuyên nghiệp, bây giờ được phân đi công tác tại Ủy ban Thể dục tỉnh, dáng người cao lớn đến 1m92, Hắn ngồi bên cạnh ghế sofa, không nhịn được nói: "Đã nói rồi, chiếc xe đó tôi mượn của bạn, đã sớm trả lại cho người ta rồi, các người tìm tôi làm gì? Mẹ tôi có thể làm chứng, ngày hôm qua tôi không có ra ngoài cửa." Lương Thành Long nói: "Mẹ vợ của tôi bị người ta đụng phải, tài xế gây chuyện lái chiếc Cadillac cũng chính là chiếc xe mà cậu từng lái. Bây giờ mẹ vợ tôi bị gãy xương đùi phải nằm việc, tôi là con rể nói thế nào cũng phải tìm ra người gây họa." Diêm Phi nói: "Mẹ vợ của anh bị đụng liên quan gì đến tôi?" Diêm Quốc Đào trầm ngâm nói: "Tiểu Phi." Diêm Phi nói: "Vốn là vậy mà, vừa rồi cảnh sát giao thông có đến điều tra, cái gì tôi cũng nói ra rồi, xe không phải tôi lái, xe cũng không phải của tôi, các người tìm tôi làm gì? Có phải là muốn chơi tôi không?" Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lương Thành Long đã không áp được cơn giận, "Diêm Phi, cậu nói xe không phải của cậu?" nhưng có rất nhiều người có thể chứng minh chiếc xe đó là do cậu lái. Tôi cũng không nói là cậu gây chuyện rồi bỏ chạy, tôi chỉ là muốn hỏi thăm tình huống, nhìn xem cậu biết cái gì, có thể hỗ trợ điều tra ra ai làm không. Khổng chân nói, các người là cảnh sát sao? Tiểu Phi đã nói qua rồi, lúc cảnh sát đến hỏi cũng đã đem tình huống nói ra hết, các người hẳn là đi tìm cảnh sát đi. Diêm Quốc Đào cười nói, thật xin lỗi, tôi thấy chuyện này cần phải giao cho cảnh sát giao thông xử lý, làm theo trình tự chính quy đi. Lương Thành Long cũng không thể làm gì được nữa, hắn nhìn Trương Dương một cái, Trương Dương cười đứng dậy, đi đến trước mặt Diêm Phi vươn tay ra, xin lỗi vì đã quấy rầy. Diêm Phi cũng biết Trương Dương là con rể tương lai của Tống Hoài Minh, người ta đã vươn tay ra, cũng không thể từ chối ngay mặt. Vì thế hắn cũng bắt lấy, Trương Dương vỗ vỗ lên vai của hắn, cao thật đấy, cao hơn tôi nhiều như vậy. Sau đó lại quay sang đưa tay với Diêm Quốc Đào. Diêm Quốc Đào đã không nhịn được kẻ không biết lớn nhỏ này, chỉ là ngoài miệng lại nói, thật đáng tiếc là không thể giúp đỡ được cho hai người, mong rằng cảnh sát có thể tra ra được người gây chuyện. Trương Dương nói, xin lỗi, đã quấy rầy mọi người. Lương Thành Long không nói một lời, đứng lên, trong lòng nghĩ, tên Diêm Phi này khẳng định là có vấn đề, chỉ là hắn không tìm ra được vấn đề rốt cuộc là nằm ở chỗ nào thôi. Trương Dương và Lương Thành Long vừa đi ra đến cửa, chợt nghe thấy một tiếng ngã rầm phía sau, lập tức truyền đến tiếng kinh hô của khổng chân, tiểu phi, con làm sao vậy? Trương Dương không xoay người lại, khóe môi hiện ra một nụ cười đắc ý. Lương Thành Long xoay người lại nhìn, thấy Diêm Phi té ngửa trên mặt đất, tay chân co giật liên tục, miệng sùi bọt mép, hai mắt trợn trắng, vẻ mặt có chút kinh khủng. Diêm Quốc Đào thấy con trai như vậy, cũng sợ đến nổi sắc mặt thay đổi, hoảng sợ nói Tiểu Phi. Tiểu Phi, hai người muốn đỡ Diêm Phi dậy, chỉ là vóc dáng của Diêm Phi cao to như thế, bọn họ căn bản là không làm gì được khổng chân luống cuống, thét to các người mau đến hỗ trợ. Lương Thành Long và Trương Dương nhìn nhau một cái, hai người đi qua, đỡ lấy Diêm Phi ngồi lên ghế sofa. Khổng chân vội vàng gọi điện thoại. Trương Dương nói, không kịp rồi, mau đưa đến bệnh viện đi. Lương Thành Long nói, tôi lái xe. Trương Dương nói, được, tôi đỡ hắn ra. Diêm Phi thân cao đến 1m9, thể trọng gần 200 cân, mà Trương Đại Quan Nhân vẫn ôm lấy dễ dàng, tuy rằng diêm phi đang đau đớn nhưng mà ý thức vẫn tỉnh táo khi mà trương dương ôm hắn đã nói một câu ngoan nghe lời rõ ràng là đã xem thấy thành con nít cũng may bọn họ đi chiếc xe của trương dương đến diêm phi to con như vậy nên để nằm ở ghế sau vợ chồng diêm quốc đào ngồi phía trước lương thành long lái xe trương dương chủ động yêu cầu ngồi phía sau chăm sóc cho diêm phi thật ra diêm phi bị như vậy cũng là do hắn làm thừa dịp nắm tay vỗ vai khi nãy Trương Đại Quan nhân đã ra tay với hắn rồi, cũng chẳng ai biết, chỉ cho rằng là Diêm Phi đột nhiên phát bệnh. Trương Dương ngồi phía sau cùng Diêm Phi, có cơ hội này, hắn cười tủm tỉm nhìn Diêm Phi, ngón tay không chút lưu tình ấn lên huyệt đạo của Diêm Phi. Vợ chồng Diêm Quốc Đào cũng lo lắng cho con trai, quay đầu lại nhìn về phía sau, thấy Trương Dương vẫn ôm con của mình, bộ dạng quan tâm rất thân thiết, cả hai đều cảm động, đều cho rằng Trương Dương này thật sự không tồi, có lòng nhiệt tình. Diêm Phi đau đến thấu tim, hai mắt nhìn Trương Dương, hắn cũng không phải là kẻ ngu, cũng đoán được là kẻ nham hiểm trước mắt này đã động tay chân với mình. Trương Dương dùng công phu truyền âm nói, "Diêm Phi, mày muốn bảo vệ cái mạng này thì thành thật nói cho tao biết, chiếc xe giấu ở đâu? Người có phải là do mày đụng không?" Diêm Phi đau đến mức không thở nổi rồi, chỉ là tinh thần vẫn rất tỉnh táo, phải chịu đựng đau đớn như vậy, cũng may thân thể của hắn cường tráng, cố nén đau đớn, trợn to hai mắt nhìn Trương Dương trương dương thầm nghĩ trong lòng không ngờ mày cũng kiên cường như vậy đáng tiếc là mày gặp phải tao cho dù có cứng rắn cỡ nào cũng thành yếu đuối thôi siêm phi tuy rằng rất đau đớn nhưng mà lại không nói ra được một câu nào hết hắn cũng không cho rằng đây là bởi vì bị trương dương điểm huyệt câm bên tai lại vang lên âm thanh của trương dương nói cho tao biết chiếc xe đó có phải là của mày không siêm phi rốt cục đã không chịu được đau đớn hắn gật đầu trương dương tiếp tục hỏi người có phải là do mày đụng không? Diêm Phi lại lắc đầu, sắc mặt phát xanh lên, lúc này cuối cùng cũng đã đến được phòng cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân, Lương Thành Long dừng xe lại, vợ chồng Diêm Quốc đào vội vàng nhảy xuống xe. Trương Dương vẫn bế Diêm Phi xuống xe như cũ, đặt lên xe đẩy, tiện thể giải huyệt câm cho Diêm Phi, Diêm Phi bị nghẹn cả buổi, lúc này được nói, hắn kêu lên thảm thiết, ai ra, đau chết mất. Trương Dương thúc xe đẩy vào trong phòng cấp cứu, vợ chồng diêm quốc đào đi theo khổng chân gấp đến độ khóc ra nước mắt và muốn ngã xuống diêm phi nói kêu bọn họ cút đi bọn họ muốn hại hại con lương thành long đã nổi điên lên mẹ kiếp đưa thằng nhãi này đến bệnh viện mà nó lại nói vậy trong lòng nghĩ bọn tao muốn cứu mày à hắn quay lại trương dương nói trương dương chúng ta đi trương dương cười nói nếu đã đưa đến đây rồi đợi thêm một lát nữa nghe bác sĩ nói thế nào chỉ có diêm quốc đào là cảm thấy ngượng ngùng nếu như không có lương thành long và trương dương hỗ trợ bọn họ cũng không thể nào đưa con trai đến bệnh viện nhanh như vậy đờ đến phòng cấp cứu bác sĩ chạy đến trước mặt diêm phi đang chuẩn bị xem mạch cho hắn thì diêm phi bỗng nhiên cong người thả một trái bom khói hôi rình ra làm mọi người xung quanh phải nhíu mặt nhíu mũi trương dương đã sớm có chuẩn bị kéo lương thành long vào đến trước cửa sổ nói cũng kỳ quái diêm phi quăng trái bom ấy ra xong nhất thời cảm thấy cả người thoải mái cái loại đau đớn khó nhịn khi nãy đã biến mất tên nhóc này ngồi dậy nói con không đau không đau vợ chồng diêm quốc đào đồng thời kinh ngạc nói diêm phi gật đầu bác sĩ nói tôi thấy đây là ruột co quắp chỉ là tính chất thôi không có gì diêm quốc đào nói để ổn thỏa làm kiểm tra toàn diện đi vị bác sĩ kia thấy thái độ của bọn họ kiên quyết gật đầu nói để tôi đi làm giấy kiểm tra Diêm Phi sờ tay sờ chân, cảm thấy thân thể của mình không có gì dị thường, ánh mắt rơi vào Trương Dương cách đó không xa, ánh mắt của hắn toát ra vẻ mê hoặc và oán độc, vừa rồi tuy hắn chịu đau đớn, nhưng mà lời nói của Trương Dương thì hắn cũng nghe rõ ràng. Diêm Phi nhận định rằng Trương Dương đã động tay chân với mình, cho nên hắn đi về hướng của Trương Dương. Vợ chồng Diêm Quốc Đào thì cho rằng con trai muốn cảm ơn Trương Dương, dù sao thì cũng là Trương Dương ẩm hắn đi, sự cực khổ của Trương Dương bọn họ cũng thấy, bọn họ không biết rằng Trương Đại Quan Nhân chỉ đóng kịch ngoài mặt thôi, trên thực tế Trương Dương chính là kẻ đã hại Diêm Phi thành bộ dạng thê thảm kia. Diêm Phi đến trước mặt Trương Dương, căm thức nhìn Trương Dương nói, mày đã làm gì tao? Trương Dương cười tủm tỉm nhìn Diêm Phi, môi giật giật, nhưng không phát ra âm thanh, người khác không nghe được, chỉ là Diêm Phi lại nghe rất rõ ràng. Trương Dương dùng truyền âm công để nói với hắn, tên nhóc, chính là tao hại mày đấy, mày có thể làm gì được tao? diêm phi nghe thấy câu này trong lòng phẫn nộ hắn liền vung tay đánh trương dương một cái trương dương căn bản là không tránh né chịu một đấm của hắn tất cả mọi người ở đây đều nghe rất rõ một tiếng bốp khá to một đấm của diêm phi cũng rất mạnh tay trương dương vẫn cười tủm tỉm nhìn trương dương như người không sao cả này diêm phi lấy oán trả ân như vậy không đùa được đâu trương dương không vội nhưng lương thành long lại nóng nảy hắn tức giận nói mày dựa vào cái gì mà đánh người muốn xông lên lý luận với Diêm Phi, lại bị Trương Dương đưa tay ngăn cản, Trương Dương lại tiếp tục dùng truyền âm công để nói với Diêm Phi, với lực lượng của mày, ngay cả đàn bà cũng không bằng, có gan thì đánh tao thêm một cái nữa coi. Diêm Phi bình thường cũng không xúc động như vậy, chỉ là đau đớn dày vò hắn nửa ngày, cục tức này nói thế nào cũng nuốt không trôi, hắn cũng không biết, bây giờ lời của Trương Dương chỉ có một mình hắn nghe được, cho rằng tất cả mọi người đều nghe thấy. Hắn giận dữ hết, mày dám mắng tao, tiến lại đấm thêm một cái vào bụng của Trương Dương. Một người làm ra cả nhà chịu tội, bao gồm cả cha mẹ hắn, tất cả người ở đây chẳng ai nghe thấy Trương Dương mắng hắn cả, thậm chí ngay cả khi hắn đánh người, mà Trương Dương vẫn chỉ cười cười, không chỉ có bác sĩ y tá ở đây, mà cả vợ chồng Diêm Quốc Đào cũng không tin được, bọn họ xông lên ngăn cản con trai lại, Diêm Quốc Đào cả giận nói: "Tiểu Phi, con làm gì vậy?" Trương Dương vẫn làm ra vẻ không sao cả, thở dài nói: "Bí thư trưởng Diêm xem ra con trai của các ngài đã có hiểu lầm với tôi. Diêm quốc đào ấy náy nói, xin lỗi, xin lỗi, đều là do tôi quản giáo không nghiêm. Trương Dương nhìn Diêm Phi, nói thăm quát con, nhớ kỹ cho tao, bố mày không tha cho mày đâu. Đương nhiên hắn vẫn sử dụng truyền âm công. Diêm Phi đỏ mặt gầm rú lên, mày mắng ai hả? Người mẹ từ trước đến giờ luôn yêu thương hắn cuối cùng cũng đã không nhịn được, nổi giận nói tiểu Phi, không được vô lễ như vậy. Lời nói của Trương Dương bà ta không nghe được, chỉ là lời nói của con trai thì lại nghe rất rõ ràng. Lương Thành Long kéo tay Trương Dương nói, đi thôi, đừng ở lại đây chờ bị đánh nữa. Diêm Phi căm tức nhìn Trương Dương, bỗng nhiên cảm thấy hai tay ngứa, hắn cúi đầu nhìn, hai tay tựa hồ không có dị dạng gì, chỉ là không bao lâu sau, liền ngứa đến nổi hắn không chịu được, hai tay gãi lẫn nhau, càng làm cho hắn đau đớn chính là, cái cảm giác ngứa này đang mở rộng từ hai tay ra đến toàn thân, sau đó làm cho hắn ngứa không chịu nổi, lột áo thun ra mà gãi. Diêm quốc đào phát hiện ra con trai có chỗ không đúng, thấy đôi tay của con trai đã đỏ rực lên, ngón tay gãi liên hồi, chỉ một lát sau liền bị chảy ra. Diêm quốc đào thất kinh hô lên, bác sĩ, bác sĩ. Siêm phi vừa gãi vừa nhìn Trương Dương. Trương đại quan nhân tiếp tục dùng truyền âm công để nói với hắn, thằng quát con, báo ứng của mày đến rồi, không sai, chính là tao hại mày. Diêm Phi nổi điên lên giống như cọp vậy, lao về hướng của Trương Dương, Diêm Quốc Đào và vợ muốn kéo hắn lại, chỉ là hai bọn họ làm sao có thể ngăn cản đứng con trai có thân thể cường tráng này chứ. Diêm Phi trong nháy mắt đã vọt đến trước mặt Trương Dương, vung tay đấm lên mặt của hắn. Lần này thì Trương Dương đã không thể bình tĩnh được, cái đàn ông coi trọng nhất chính là khuôn mặt, cái mặt là cái không thể bị đánh, hắn đưa tay lên ngăn cản cánh tay của Diêm Phi, nhẹ nhàng vỗ một trường lên ngực của Diêm Phi, Diêm Phi chỉ cảm thấy một cổ lực lượng truyền vào, lùi về sau vài bước, đặt mông ngồi lên xe đẩy. Nhưng mà nói cũng kỳ quái, Trương Dương đánh hắn một cái, đã làm cho hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Vợ chồng Diêm Quốc Đào xông lên giữ hắn lại, Diêm Quốc Đào nổi giận quát, đừng hồ đồ. Bác sĩ chạy đến, nhưng cũng phải bó tay trước bệnh trạng kỳ quái của Diêm Phi, Diêm Phi càng gãi càng mạnh tay, làm cho trên người đã bắt đầu chảy máu, hắn hét lớn, Trương Dương, mày hại tao. Trương đại quan nhân làm vẻ mặt vô tội, hắn mở hai tay ra nói, tôi làm cái gì? Rõ ràng là cậu đánh tôi. Diêm Phi kêu lên, mày vũ nhục tao. Chỉ là chưa nói xong, ông già của hắn đã cho hắn một cái bạt tai, cái tát tai của Diêm Quốc Đào rất là mạnh, đánh cho Diêm Phi ngơ ngác, nhưng mà cái tát vừa vào mặt, cảm giác ngứa trên người bỗng nhiên giảm bớt rất nhiều. Cái tát này của Diêm Quốc Đào cũng chỉ là làm ra vẻ mà thôi, ông ta cũng nhìn ra được hôm nay có chút kỳ quái. Bệnh trạng của con trai khá là kỳ quái, lẽ nào Trương Dương thật sự đã động tay chân sao? Chỉ là nãy giờ mình vẫn đang ở bên cạnh mà, không thấy Trương Dương làm cái gì cả. Diêm Quốc Đào liền cười áy náy với Trương Dương và Lương Thành Long, chuyện hôm nay đã làm cho hai vị chê cười, tiểu phi không hiểu chuyện nên đã đắc tội, mong rằng hai vị có thể lượng thứ. Trương Dương cười nói, bí thư trưởng Diêm đã khách khí rồi. Diêm Quốc Đào đang muốn nói gì đó, thì nghe thấy con trai kêu lên: "Ba!" van cầu ba. Diêm quốc đào xoay người lại, thấy con trai làm ra vẻ tội nghiệp nhìn mình, ba. Van cầu ba đánh con thêm một cái tát. Tất cả mọi người đều sửng sốt, không ai ngờ rằng Diêm Phi lại đột nhiên đưa ra một thỉnh cầu không thể tưởng tượng nổi này. Lương Thành Long cũng không tin vào lồ tai của mình, hắn thấp giọng hỏi Trương Dương bên cạnh, xảy ra chuyện gì vậy? Trương Dương nói, cậu hỏi tôi tôi hỏi ai? Trên đời này người bị coi thường rất nhiều, đại khái là người ta thích như vậy. Lương Thành Long hình như đã hiểu được, gật đầu nói, ừ, đúng vậy, có rất nhiều người có khuynh hướng tự ngược. Thấy thảm trạng của Diêm Phi, Lương Thành Long cũng đoán ra được là thằng nhãi này bị như vậy mười phần là có liên quan đến Trương Dương, chỉ là hắn không thấy Trương Dương đã ra tay lúc này thôi. Lương Thành Long bây giờ có chút luyến tiếc, vở kịch hay như vậy, bỏ lỡ đúng là đáng tiếc. Diêm Quốc Đào thấy ánh mắt tội nghiệp của con trai, rốt cục phung tay lên, cho một cái tát, độ mạnh lần này rõ ràng là còn mạnh hơn lần trước. Xiêm Phi nói: "Ba, mạnh một chút." Xiêm Quốc Đào từ lúc chào đời đến giờ cũng chưa gặp phải tình huống này, Khổng Chân thì rơi nước mắt nhìn con trai, nhìn đứa con trai yêu dấu của mình, thấy bộ dạng của con trai như vậy đúng là không đành lòng. Xiêm Quốc Đào không chịu được lời cầu xin đau khổ của con trai, rốt cuộc đã vung tay lên cho hắn một cái tát vào mồm, cái tát này đánh khá là kêu, xiêm quốc đào ra tay cũng rất nặng, Khổng Chân thấy hai má của con trai đã sưng đỏ lên, nước mắt rơi xuống liên tục. Diêm Phi lại thấp giọng nói, thật thoải mái. Y tá xung quanh nghe được, liền xoay mặt cố nén cười, đều nghe nói là da ngứa muốn bị đánh, ngày hôm nay rốt cục đã gặp phải chuyện này. Cảm giác ngứa trên thân thể của Diêm Phi đã bớt được một chút, chỉ là nhanh chóng hồi phục lại, hắn lại nói với ba, ba, đánh tiếp, đánh tiếp. Các nhân viên chăm sóc và chữa bệnh xung quanh đã bắt đầu thấy buồn cười, chỉ là đợi đến khi Diêm Quốc Đào bắt đầu đánh Diêm Phi liên tục thì chuyện này đã không thể đùa được, con mắt của Diêm Quốc Đào cũng đã đỏ lên, không biết là do tức giận hay là yêu thương, khi mà ông vung cánh tay lên một lần nữa, vợ ông đã nhanh chóng chụp lấy tay ông và nói: "Lão Diêm, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đánh nữa thì con trai sẽ chết mất." Bà quay sang bác sĩ nói: "Bác sĩ, cầu xin các người nghĩ biện pháp." Diêm Phi lại nghe thấy âm thanh của Trương Dương. Trương Dương dùng truyền âm công lạnh lùng nói: "Thằng nhóc, đem chuyện kia nói rõ cho tao, tao lập tức khôi phục lại bình thường cho mày." diêm phi không chịu nổi dần vật kéo dài này nữa hắn lớn tiếng kêu lên tha cho tao đi tao nói tất cả tao đều nói xe đụng mẹ vợ của mày là xe của tao nhưng mà xe không phải là do tao lái thật sự không phải tao giao xe cho bạn gái trung vân thu dùng không ai ngờ lại xảy ra chuyện nào tao tao sai rồi tao lập tức đến đội cảnh sát giao thông tự thú tao bồi thường tất cả tổn thất khổng chân choáng váng khuôn mặt của diêm quốc đào thì đỏ bừng lên vì tức giận ông vung tay lên cho thêm một cái tát nữa lần này thì không phải là giúp con trai bất ngứa mà là thật sự nổi giận lương thành long chỉ vào mặt của diêm phi nói thằng chó mày có đạo đức hay không có lương tâm hay không mày biết rõ chuyện này vì sao không đứng ra con bạn gái của mày cũng là một súc sinh đụng vào người ta rồi còn bỏ chạy trên đời này làm gì có chuyện tiện nghi như vậy trương dương thở dài nói quên đi người ta đã thú tội rồi giết người thì phải đền mạng bí thư trưởng Diêm còn ở đây. Chúng ta ra ngoài đi. Hai người đi ra ngoài, Diêm Quốc Đào đi theo sát phía sau, gọi hai người lại. Diêm Quốc Đào làm vẻ mặt ấy náy nói, Tiểu Lương, Tiểu Trương, thật sự xin lỗi, chuyện này quả nhiên là có liên quan đến thằng con hư đốn của tôi. Trương Dương nói, chuyện đã làm rõ rồi thì tốt, trở về giao cho cảnh sát giao thông xử lý, chúng tôi cũng không dự định hỏi Diêm Phi nữa, bí thư trưởng Diêm, chúng tôi đi diêm quốc đào nghe thấy hắn nói vậy nhất thời sốt ruột nói tiểu trương đừng đừng trương dương cười nói bí thư trưởng diêm tìm tôi còn có việc sao diêm quốc đào nói tôi sẽ tự mình đi đến chỗ của hiệu trưởng trang xin lỗi chuyện của tiểu phi tôi sẽ đốc xúc nó đi đến cơ quan điều tra nói rõ tình huống nhất định sẽ gánh chịu trách nhiệm tương ứng lời nói của diêm quốc đào trên thực tế cũng là đang bàn điều kiện ông ta cũng phát hiện ra con trai hôm nay bị như vậy hẳn là có liên quan đến trương dương con trai đánh Trương Dương hai cái xong, thì trên tay liền ngứa lên, phỏng chừng là Trương Dương động tay động chân. Trương Dương nói, đáng thương cho tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ, mong rằng Diêm Phi sau này có thể hiểu được khổ tâm của bí thư trưởng Diêm. Diêm Quốc Đào nói theo, trong thiên hạ có cha mẹ nhà ai mà không khổ cực chứ? Lương Thành Long nói, bí thư trưởng Diêm, chúng tôi cũng không phải là muốn gây chuyện, cũng không muốn bồi thường gì cả, nhưng thân làm con rể, mẹ vợ của tôi bị người ta đụng thì sao, Cục tức này tôi nuốt không trôi được đâu. Với thân phận của Diêm Quốc Đào, nếu như không phải vì con trai, ông ta vô luận như thế nào cũng không cúi đầu trước hai tên nhóc này. Diêm Quốc Đào nói, chờ tiểu phi khỏe hơn, tôi lập tức dẫn nó đến chỗ hiệu trưởng Trang để xin lỗi, tiền thuốc men của hiệu trưởng Trang sẽ do nhà chúng tôi toàn bộ phụ trách. Trong lòng Lương Thành Long nói tôi còn thiếu tiền sao? Chỉ là dù sao hắn cũng muốn để lại một ân tình tốt cho Diêm Quốc Đào hắn thở dài nói chỉ cần mẹ vợ của tôi bình an là được trương dương nói bí thư trưởng diêm ngài trở lại chăm sóc cho diêm phi đi chúng tôi đi trước diêm quốc đào nghe thấy hắn còn muốn đi cũng không nói bóng nói gió nữa mà thấp giọng nói tiểu trương cậu có thể giúp tiểu phi không trương dương biết rồi mà cố hỏi ý của bí thư trưởng diêm là kêu tôi hỗ trợ đánh hắn diêm quốc đào sửng sốt một chút chỉ là dù sao ông cũng là người đã quen nhìn sóng gió ông nhìn vào con mắt của trương dương nói tiểu trương cậu giúp nó đi trương dương gật đầu xoay người đi vào trong phòng cấp cứu diêm phi vẫn đang liều mạng mà gãi hai tay của hắn đã đầy máu me dáng dấp vô cùng thê thảm mẹ của hắn khổng chân thì ở bên cạnh mà khóc bác sĩ đến lúc này vẫn chưa có biện pháp gì chỉ là rút máu đi xét nghiệm thử thôi trương dương đi đến trước mặt diêm phi cúi xuống nói diêm phi vừa rồi cậu đánh tôi hai cái tôi cũng trả lại cho cậu hai cái xua này cậu tốt nhất là nên học cách làm người đi nói xong hắn vung tay lên nhẹ nhàng đánh vào ngực của diêm phi hai cái sau đó cùng lương thành long nghênh ngang rời đi diêm phi bị đánh trúng hai đấm chỉ cảm thấy cảm giác ngứa trên cơ thể đã dần dần biến mất hắn ngồi ngơ ngác ra một chỗ qua một hồi lâu sau mới có phản ứng đứng dậy giận giữ hết tao liều mạng với mày muốn đuổi theo ra ngoài thì bị ba quát một tiếng ở lại Diêm quốc đào căm tức nhìn con trai, mình gây chuyện, mình tự gánh chịu. Lưới trời tuy thưa nhưng mà khó lọt, cho dù con thoát được chế tài của pháp luật, thì cũng không chạy trốn khỏi khiển trách của lương tâm. Lúc chiếc xe tải ra đi ra khỏi cửa bệnh viện, Lương Thành Long cười ngửa cười nghiêng, hắn giơ ngón tay cái lên với Trương Dương, cao. Thật sự cao minh, Trương Dương, bây giờ tôi thật sự rất khâm phục cậu, cậu rốt cuộc đã dùng biện pháp gì mà khiến cho thằng nhóc ấy đem tất cả sự thật nói ra vậy trương dương nói chuyện này không liên quan đến tôi cậu đừng có mà hỏi tôi lương thành long nói đừng có giả bộ với tôi cậu ra sao tôi còn không biết hà trương dương không muốn nói thì hắn cũng không tiếp tục hỏi dừng lại một chút thở dài nói nhưng mà như vậy thì chúng ta đã đắc tội với diêm quốc đào rồi trương dương nói thì sao nào phạm sai lầm là con của ông chúng ta đòi lại công đạo ông ta là một bí thư trưởng tỉnh ủy nếu ngay cả một chút ý chí cũng không có tôi thấy cái chức quan này cũng không cần dùng. Lương Thành Long nói, Diêm Phi dù sao cũng là con của ông, ai mà không có tâm tư chứ, hôm nay cậu làm cha con bọn họ như vậy, Diêm Quốc Đào không ghi hận cậu mới là lạ. Hắn vỗ vỗ vai của Trương Dương, nói, bản thân, tôi xin lỗi cậu. Trương Dương nói, tôi cũng không phải là ra mặt cho cậu, tôi chỉ giúp hiệu trưởng Trang, cho dù không có mối quan hệ của cậu và Lâm Thanh Hồng, tôi cũng sẽ làm như vậy, Diêm Quốc Đào cho dù có lớn, thì cũng chỉ là một người hơn không kém, chuyện này hôm nay biểu hiện bên ngoài là ông ấy bị mất một chút mặt mũi, nhưng mà trên thực tế chúng ta lại giúp ông ta, nếu lần này Diêm Phi may mắn thoát tội, sau này không biết sẽ làm ra chuyện thương thiên hại lý cỡ nào. Lương Thành Long cũng gật đầu tràn đầy đồng cảm, hắn nhớ đến đám người Đinh Triệu Dũng vẫn còn ngồi đợi tại Ngô Việt Nhân Gian, Lương Thành Long nói: "Trương Dương, qua chuyện hôm nay tôi mới hiểu được một chuyện." "Chuyện gì?" tình bạn chân chính cho dù có tiền cũng không thể nào mua được. Trương Dương nói, tình cảm cũng thế, chuyện của cậu và Lâm Thanh Hồng tôi không muốn nói nhiều, cậu tự suy nghĩ đi. Lương Thành Long nói, tôi thật sự không thích hợp để đùa với tình cảm, về phương diện này, ngay cả một phần mười của cậu tôi cũng không bằng. Chế nhạo tôi, nói thật đấy. Trương Dương thở dài, coi như tôi đã nhìn ra, trên đời này vẫn còn một kẻ lấy oán trả ơn. Sáng sớm hôm sau, vợ chồng Diêm Quốc Đào mang theo con trai đến, cầm quà đi thăm Trang hiểu được, Trương Dương và Lương Thành Long cũng không đem chuyện này nói ra, lo lắng cho thân phận của Diêm Quốc Đào, bọn họ muốn cho đối phương một chút mặt mũi, đương nhiên đây chủ yếu là suy nghĩ của Lương Thành Long. Lâm Thanh Hồng nghe nói Diêm Phi là kẻ đã gây ra vụ tai nạn, thái độ liền trở nên kích động, không khỏi nói vài lời không dễ nghe, ngược lại chi có Trang Hiểu Đường là có biểu hiện khá là rộng lược, Trang Hiểu Đường nói, người thanh niên mà, Sao không phạm vào sai lầm được, con trẻ thôi, phạm sai lầm biết sửa sai là tốt, hơn nữa người gây hỏa không phải là cậu, cậu có thể đến đây xin lỗi tôi, cũng đã chứng minh được ý tốt của cậu rồi." Siêm Quốc Đào nói, "Hiệu trưởng Trang, cũng là do chúng tôi bình thường không dạy dỗ con trẻ, cho nên mới làm cho bà chịu khổ." Siêm Phi từ đầu đến cuối đều cúi đầu xuống, trong khoảng thời gian này hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, mất một hồi lâu sau mới nói được một câu, "Hiệu trưởng Trang, xin lỗi. Trang hiểu đường cười cười, bà nói chuyện một hồi cũng mệt mỏi rồi, Lâm Thanh Hồng nói, xin lỗi, mẹ của tôi cần nghỉ ngơi. Diêm Quốc Đào cũng không tức giận vì lệnh đuổi khách của Lâm Thanh Hồng, ông đứng dậy nói, chúng tôi cũng nên đi rồi, hiệu trưởng Trang, bà nghỉ ngơi thật tốt, sau này chúng tôi còn trở lại thăm bà. Trang hiểu đường nói, Thanh Hồng, còn tiễn bí thư trưởng tống ra nha. Diêm Quốc Đào nói, không cần, để cô ấy ở lại chăm sóc cho bà. Lâm Thanh Hồng chỉ là đứng dậy, cũng không có bất kỳ ý định hoạt động tay chân nào hết, bí thư trưởng Diêm đi tốt. Cha con Diêm Quốc Đào đi không bao lâu, Lương Thành Long đã tới, ngày hôm nay hắn đã đặc biệt cạo dâu, cả người cũng đầy tinh thần phấn chấn, cẩn thận, còn có thể ngửi được một mùi nước hoa nhàn nhạt, nhạt, đương nhiên là không phải cái loại mà đàn bà dùng rồi, mà là của đàn ông chuyên dụng. Lâm Thanh Hồng thấy hắn cũng cố gắng cười một cái, Lương Thành Long đem canh bổ xương do tận tay mình nấu đặt lên đầu giường, mẹ, con nấu canh bổ xương cho mẹ, mẹ nếm thử đi." Trang Hiểu Đường nói, đứa nhỏ này thật cũng có tình. Lương Thành Long đưa tay múc cho Trang Hiểu Đường một hén, Lâm Thanh Hồng tiếp lấy, đút cho mẹ uống. Trang Hiểu Đường vừa uống vừa khen, thơm quá, không ngờ tay nghề của con lại tốt như vậy. Lương Thành Long nói, từ nhỏ con đã học làm cơm rồi, nếu như mẹ thích, sau này bình thường con sẽ nấu canh cho mẹ, con nghĩ rồi, chờ sau khi mẹ ổn định thì cứ đến nhà của bọn con săn sóc đặc biệt để con liên hệ, bệnh viện tuy rằng tốt nhưng dù sao cũng không thoải mái như ở nhà, như vậy mới giúp cho bệnh tình khôi phục lại nhanh hơn. Trang Hiểu Đường thấy Lương Thành Long lo lắng chu đáo như vậy, trên mặt cũng xuất hiện một nụ cười. Lương Thành Long đợi khi Trang Hiểu Đường ăn xong, mới đứng dậy nói: "Mẹ, con không làm phiền mẹ nghỉ ngơi, quay về công ty." Trang Hiểu Đường nói: "Nếu trong công ty có nhiều việc thì cứ đi, bên người mẹ cũng có nhiều người chăm sóc rồi, không sao đâu." lâm thanh hồng nói mẹ anh ấy có tâm thì cứ để anh ấy hiếu kính hai người ở trước mặt trang hiểu đường biểu hiện ra vẻ thân mật tốt lắm chỉ là vừa ra khỏi cửa sắc mặt của lâm thanh hồng nhất thời lạnh xuống cô ta chất vấn ai cho anh tự ý chủ trương đưa mẹ tôi trở về nhà hả cái này có ý nghĩa là hai người phải tiếp tục diễn trò vô kỳ hạt lâm thanh hồng vừa nghĩ đến chuyện này liền không khỏi đau đầu lương thành long nói đưa mẹ trở về chúng ta cũng tiện chăm sóc Lâm Thanh Hồng cả giận nói, "Ai chúng ta với anh? Tôi đã nói rõ ràng với anh rồi, anh là anh tôi là tôi, anh đã sớm ký tên lên đơn ly hôn rồi, kéo dài như vậy cũng không có bất luận ý nghĩa gì." Lương Thành Long nói, "Chuyện này về sau chúng ta hãy nói." Lâm Thanh Hồng nói, "Lương Thành Long, tôi biết hai ngày nay anh đã làm không ít chuyện, chỉ là những chuyện đã xảy ra không cách nào xóa đi được, giống như là vết mực không thể lau được, tôi không phải là không cho anh cơ hội." lần này tôi đã hoàn toàn hết hy vọng rồi, chờ khi mẹ tôi khỏi lại, tôi sẽ thẳng thắn với mẹ. Lương Thành Long thở dài, thấp giọng nói, em trước tiên cứ chăm sóc mẹ của anh tốt đi đã. chương 412, cảm ơn đảng. Bởi vì chuyện của Trang hiểu đường, nên Trương Dương báo danh chậm một ngày. Tĩnh Hải là một thành phố nhỏ ven biển, diện tích nội thành cũng không khác gì phong trạch, nhưng mà gặp phải điều kiện may mắn đã làm cho thành thị nơi này phát triển rất nhanh, Thành phố đã được cải cách gọn gàng sạch sẽ, bầu trời trong xanh, không khí trong lành, đường xá thì sạch gọn. Đúng là không tìm thấy được một chi tiết dư thừa hay là rác ở đây. Trương Dương đi dọc theo đường ven biển mà đến, tính hải tuy rằng không lớn, nhưng mà đường ven biển lại rất dài. Tùy ý là có thể thấy được một bãi cát bằng phẳng, mặt biển xanh thẳm, bãi tắm ven biển ở đây đều là miễn phí cả. Đưa mắt ra nhìn, thấy không ít khách du lịch đang chơi đùa cạnh biển. Chỗ Trương Dương đến chính là sở chiêu đãi chính phủ thứ nhất, nằm ở bán đảo ngoại ô phía đông Tĩnh Hải, đường ven biển mới mở này được dẫn thẳng đến cổng lớn, cổng lớn cũng dùng loại đá màu hồng xây dựng mà thành, thoạt nhìn có vẻ giản dị tự nhiên, đi ô tô vào bên trong, phát hiện ra diện tích bên trong rất lớn, tất cả nhà ở đều là biệt thự 2 tầng 3 tầng cả, tòa nhà tiếp đãi cao nhất cũng 5 tầng. Trương Dương dừng xe lại trước tòa nhà tiếp đãi, bước đi vào trong tòa nhà, bên trong cũng rất sạch sẽ, Mặt đất không hề có một hạt bụi, tuy rằng đi tới Tĩnh Hải không lâu, mà Trương Dương đã sinh ra một ấn tượng tốt đẹp đối với cái thành phố nhỏ này. Lúc trước còn ở Phong Trạch, một đôi giày đi một ngày khẳng định là sẽ bịt kín một lớp bụi, chỉ là mang vào đi một vòng tại Tĩnh Hải rồi, mà vẫn chưa có một hạt bụi nào dính vào cả. Cái này không chỉ liên quan đến việc Tĩnh Hải là thành phố nằm ven biển, mà còn liên quan đến trình độ quản lý của lãnh đạo tại Tĩnh Hải. Trương Dương đi đến trước bàn phục vụ, Người phục vụ ngồi sau bàn cười lễ phép với hắn, tiên sinh, xin chào, xin hỏi có hẹn trước không? Trương Dương đem thân phận và mục đích đến đây của mình nói ra một chút. Người nhân viên này lấy ra danh sách của lớp học, đây là do người của lớp học giao cho, ngày hôm nay cô gái này sẽ ngồi ở đây để phụ trách đó tiếp mọi người đến đây học tập. Hôm nay chính thức mở cửa, khoảng một giờ trước đã có hai người trong danh sách đến báo danh, hai người này đều được giao cho quản lý phụ trách. Cô nhân viên nhanh chóng tìm được tên của Trương Dương, cô cười nói, xin chào Trương Tiên Sinh, phòng của ngài tại tòa số 2, cô nhanh chóng giao một chìa khóa phòng ra, và cũng đem những hạng mục cần chú ý trong lúc học tập cho Trương Dương. Lại nhắc nhở Trương Dương, ngày hôm qua đã mở hội nghị gặp mặt rồi, chương trình học buổi sáng hôm nay cũng đã bắt đầu, đang tiến hành trong phòng họp số 1, bây giờ vẫn chưa kết thú. Trương Dương mở bảng hạng mục cần chú ý để cập nhật lịch trình, buổi chiều nay còn phải đi tham quan tĩnh hải, hắn nói lời cảm ơn xong rồi đi ra ngoài cửa, lên xe và chạy đến một tòa nhà. Bởi vì Trương Dương đến trễ, cho nên căn nhà vốn được xếp cho hắn cũng đã đưa cho người khác. Căn nhà này ở phía bắc nhất của khu vực, là một biệt thự hai tầng, cách khá xa các biệt thự khác. Trùng hợp một cái là ở đây tạm thời chỉ có một mình Trương Dương ở, lúc đi đến trước tòa nhà, hắn phát hiện ra tòa nhà nằm trên điểm cao nhất của khu vực này, từ nơi này có thể quan sát rõ biển rộng ngoài phương xa và còn có thể thấy được toàn cảnh khu vực bên trong, từ vị trí địa lý này mà nói, ở đây phải là chỗ tốt nhất. Nhưng lại không biết vì sao không ai chọn chỗ này cả. Trương Dương dừng xe lại, lúc hắn đang chuẩn bị mở cửa, thì thấy được một bóng người mặc đồ trắng đang dùng tay che nắng, đi đến hướng của hắn. Trương Dương hơi sửng sốt một chút, lập tức nhận ra người đi tới chính là Tần Thanh. Điều này làm cho hắn mừng rõ, hắn vội vã mở rộng cửa, ném vali ra xuống đất, vui cười hớn hở đi qua đón. Chị Thanh, sao chị lại tới đây? Tần Thanh mặc váy liền thân màu trắng, dây lưng ánh kim dường như là muốn nhấn mạnh thêm cái eo nhỏ nhắn xinh xinh của cô, tần thanh để tóc ngắn, trông có vẻ nhẹ nhàng thoải mái, gió trên biển thổi qua mặt, làm cho quần áo bay về sau, những đường cong tuyệt mỹ như ẩn như hiện. Ánh mắt không kiêng nể của Trương Dương đã làm cho Tần Thanh có cảm giác như bị thấy hết vậy, mặt cười tự nhiên đỏ lên, nhẹ giọng nói cũng không phải là chưa thấy qua, sao lại dùng ánh mắt này nhìn người ta. Trương Dương cười tùm tỉm nói, thị trường Tần xinh đẹp mỹ mạo, em nhìn thế nào cũng không đủ. Tần Thanh chừng mắt nhìn hắn một cái, trong mắt ẩn chứa phong tình vô hạt, cô nhẹ giọng nói, đi vào rồi nói. Tần Thanh giúp Trương Dương mang hành lý đi vào trong biệt thự, mở cửa biệt thự ra, thấy được cách bài trí bên trong đúng là theo phong cách địa trung hải. Trương Dương nhìn cái phòng khách to như vậy, bỗng nhiên cảm thấy buồn bực, với cấp bậc của em mà có thể ở nhà tốt như vậy, người của tổ chức có phải là bị lầm hay không? Tần Thanh cười nói, bây giờ đang là thời điểm du lịch tăng cao, Nhà đã đầy hết, em đến muộn quá, xui xẻo được phân vào trong biệt thự này." Trương Dương nói, tại sao lại nói là xui xẻo? Nếu như cái này mà cũng gọi là xui xẻo, mong rằng loại xui xẻo này càng nhiều càng tốt." Tần Thanh nói, xem ra em thật sự không biết, chị đến sớm hơn em một ngày, lúc đầu chị cũng không rõ căn biệt thự này có vị trí tốt nhất, lại rộng lớn nhất, thế nhưng lại chẳng ai chọn ở, hỏi qua người khác mới biết được, căn biệt thự này năm ngoái đã xảy ra án mạng. Trương đại quan nhân nhất thời nghĩ đến một câu, chẳng có gì là miễn phí cả, hèn chi loại, chuyện tốt, này lại rơi xuống đầu mình, náo loạn nửa ngày thì ra là cái biệt thự này có ma. Tần Thanh nói, em đã đến trễ, mà gần đây thì lại đầy chỗ, cho nên căn biệt thự này mới rơi vào tay em. Trương Dương nói, em là một người vô thần, cho dù có quỷ em cũng không sợ. Hắn nhìn bốn phía một chút, chỉ sợ bên trong có nữ sắc quỷ, lập trường của con người em từ trước đến giờ không được kiên định cho lắm lỡ như mà gặp phải sắc quỷ liền nổi lòng lên, vậy thì làm sao bây giờ? Hay là, chị dọn qua ở cùng em đi? Tần Thanh chừng mắt nhìn hắn, nói em hả, tự chịu khổ một mình đi. Trương Dương ôm lấy eo nhỏ của Tần Thanh, ghé vào mặt ngọc của cô mà hôn một cái. Tần Thanh đẩy hắn ra, nói, đang ban ngày ban mặt, chú ý ảnh hưởng một chút. Trương Dương nói, có cái gì chú ý chứ? Hắn theo Tần Thanh đi lên lầu, thật ra thì dựa theo quy định, học viên đến đây học tập được phân cho bốn biệt thự, Trương Dương đến trễ, cho nên bị đổi qua biệt thự này, và thật ra là còn có một người ở chung, chính là phó thị trưởng thành phố Tĩnh Hải Vương Quảng Chính. Vương Quảng Chính tuy rằng cũng tham gia vào lớp học tập tinh thần văn minh cải cách phát triển, chỉ là nhà của hắn tại Tĩnh Hải, cho nên căn bản là không cần ở chỗ này. Xem qua từng căn phòng, chỗ nào cũng sạch sẽ, gọn gàng cả, làm cho Trương Dương cảm thấy thỏa mãn chính là cái sân thượng có thể nhìn ra biển thật lớn kia, Đứng trên sân thượng mà nhìn ra ngoài, có thể thấy được mặt biển xanh thẳm, bãi cát vàng óng, sóng biển đánh vào bờ tạo ra những bọt biển trắng xóa trên bãi cát vàng. Sóng biển và gió thổi trên biển, mang theo hương vị đậm chất biển, hình thành một cảm giác thoải mái không diễn tả bằng lời. Tần Thanh dựa hai tay lên lan can, nhìn ra biển rộng ngoài xa, không khỏi cảm thán, đẹp thật, đây quả nhiên là chỗ đẹp nhất của khu vực này. Trương Dương nói, cảnh trí đẹp như vậy cho dù trong nhà có ma em cũng chấp nhận mà quỷ có hung giữ cách mấy mà nhìn thấy em rồi cũng phải đi đường vòng. Tần Thanh cười hì hì nói, quỷ sợ ác nhân, em chính là một đại ác nhân. Trương Dương nói, có thật không? Tần Thanh gật đầu, Trương đại quan nhân làm bộ như muốn nhào đến, Tần Thanh cười duyên tránh né, đi vào trong phòng. Trương Dương đuổi theo, nhào đến như hổ đói muốn ôm lấy Tần Thanh, nhưng không ngờ mũi chân của Tần Thanh điểm nhẹ, thân thể mềm mại tránh né, lui ra sau gần 2 mét, đây chính là bộ pháp mà Trương Dương đã truyền thụ cho cô. Từ sau cái lần Tần Thanh bị bắt cóc, Trương Dương đã nghiên cứu ra một bộ pháp thực dụng, gặp phải kẻ địch mạnh cho dù đánh không lại, thì bỏ chạy vẫn có thể nắm chắc. Trương Dương đặt tên cho bộ pháp này là hư thực bộ. Chỗ tâm đắc của bộ pháp này chính là khó nắm bắt được nó, không ngờ rằng Tần Thanh đã luyện bộ pháp đến mức tinh diệu như vậy. Trương Dương cười hắc hắc nói, chị Thanh ngoan, đừng đùa, để cho em ôm một cái coi. Tần Thanh cười quyến rũ nói, Vậy phải xem em có bản lĩnh bắt được chị không." Trương Dương nói, tốt, nói xong liền đột nhiên xông về hướng của Tần Thanh. Tần Thanh đã sớm có đề phòng, bay từ song chắn của tầng 2 xuống, Trương Dương đương nhiên là chụp vào khoảng không, nhìn Tần Thanh nhẹ nhàng đáp xuống trong phòng khách của tầng 1. Trương Dương khen, bộ pháp hay. Tần Thanh vươn một ngón tay ra ngoắc ngoắc Trương Dương hai cái, Trương đại quan nhân cười to một tiếng, cũng lăng không nhảy qua song chắn tầng 2 ở giữa không trung còn xoay người 180 độ để khoe khoan. Chỉ là lúc đáp xuống đất, thân thể hơi lảo đảo một chút, đặt mông ngồi xuống đất, ôm chân trái, đau đớn kêu lên, ai ra. Tần Thanh vốn định chạy trốn tiếp, chỉ là nhìn thấy bộ dạng của Trương Dương như vậy, liền cuống quyết chạy đến, tuy rằng cô đoán Trương Dương có thể là đang giả vờ, chỉ là dù sao tâm thân thiết vẫn chiếm lấy thượng phong. Quả nhiên là không ngoài dự liệu của cô, Trương Dương dùng một tay ôm lấy cô vào lòng, thân thể ôn hương nhào vào ngực tần thanh nói em xấu lắm trương đại quan nhân cười ha hả binh bất yếm trá đối với một cô gái thông minh như thị trưởng tần không dùng chút thủ đoạn là không được tần thanh nói em học cách dùng não khi nào thế trương dương ôm thân thể mềm mại của tần thanh vào ngực cười tủm tỉm nói đối với chị em không chỉ dùng não còn có thể dùng tay a không chỉ dùng tay mà còn muốn dùng miệng bại hoài lúc tần thanh nói ra những lời này thì đã bị Trương Dương áp lên trên ghế sofa rồi, đôi mắt sáng đầy vẻ nhu tình như nước, trong mắt hiện ra tình ý như trăm ngàn dòng lũ cuốn lấy Trương Dương, hai bàn tay trắng noãn ôm lấy cổ của, nhẹ giọng nói, chị rất nhớ em. Lúc này Trương Đại Quan Nhân bỗng nhiên kêu lên một câu cảm ơn đảng. Tần Thanh Mân mê môi anh đào, một câu nói của tên quỷ này đã phá tan phong cảnh rồi, có liên quan gì đến đảng? Trương Dương nói, không có đảng và chính phủ, sẽ không có cơ hội học tập lần này của em, Đảng tin tưởng em, phái em đến học tập tinh thần văn minh kiến thiết, còn đặc biệt an bài phó thị trưởng Tần đến tự thể nghiệm em, chỉ đạo trên giường. Em cảm ơn Đảng từ tận đáy lòng. Đôi chân dài đẹp đến nổi không thở được của Tần Thanh chăm chú kẹp chặt Trương Dương lại, ôn nhu nói, "Chị nghe nói em muốn tới đây, cho nên mới tranh thủ cơ hội này, em nói một chút, hẳn là nên cảm ơn ai?" Đùi đẹp của Tần Thanh vô thức kẹp chặt lại, cô cảm thấy Trương Dương đang tiến hành xâm nhập đối với cơ thể của mình. Trương Dương thấp giọng nói: "Cảm ơn chị, cảm ơn Phó thị trưởng Tần bận trăm công ngàn việc đã rút thời gian, tự mình trợ giúp em học tập tinh thần văn minh kiến thiết. Từ giờ trở đi, mỗi ngày em đều phải học tập, phải chăm chú học tập, muốn làm cho Phó thị trưởng Tần thỏa mãn, làm cho đảng thỏa mãn." Tần Thanh nũng nịu nói: "Không liên quan đến đảng, em đừng có vũ nhục cái chữ thần thánh này." "Ơ." Ờ. Lúc Tần Thanh đi ra ngoài biệt thự, mặt ngọc đỏ ửng, tươi đẹp như hoa đào. Trương Đại Quan Nhân đứng trên sân thượng lầu cảm thấy mỹ mãn phất tay với Tần Thanh, cuộc sống như vậy, còn cầu cái gì nữa chứ? Trương Dương tắm rửa một cái, buổi trưa đi đến Lâm Hải lâu ăn cơm, lúc này mới là lần đầu tiên hắn tham gia vào hoạt động tập thể chân chính, đi đến trước cửa nhà hàng, thấy Tần Thanh mặc một cái áo thu màu lam phấn, quần dài màu trắng, đôi giày nhỏ tinh tế buộc chặt vào gót chân đang đi tới, tóc vẫn còn ẩm ướt, xem ra cô ấy cũng vừa mới tắm xong. Trương Dương cười cười đi về hướng của Tần Thanh, bởi vì xung quanh còn có những người khác, cho nên Tần Thanh giả bộ bất ngờ nói Tiểu Trương. Không ngờ em cũng tới đây, cô vươn tay ra. Trương Dương âm thầm khen Tần Thanh biểu diễn rất xuất sắc, vừa mới cùng mình trần trọc xong, lúc này lại biến thành một thị trường Tần Trang trọng nghiêm nghị, người trong quan trường, đúng là không thể rêu rao được. Trương Dương thấy được một ám chỉ trong mắt của Tần Thanh, tuy rằng nói chỗ càng nguy hiểm là nơi càng an toàn, nhưng mà cần phải hiểu được tầm quan trọng của việc kín đáo cúi đầu. Trương Dương giả điên bắt tay với Tần Thanh, thị trưởng Tần cũng tới. Tần Thanh cười cười giới thiệu một người phụ nữ trung niên bên cạnh cho Trương Dương, vị này chính là bộ trưởng tuyên truyền của thành phố Lam Sơn Lý Phượng Cầm. Trương Dương nhiệt tình đưa tay ra, bắt tay với Lý Phượng Cầm, lúc này phó thị trưởng thành phố Tĩnh Hải Vương Quảng Chính cũng đã tới, gã ta phụ trách công tác tổ chức sắp xếp chỗ ở lần này khi hắn xếp bản thân và trương dương vào trong tòa biệt thự kia biểu hiện ra ngoài rất chủ động đón nhận căn biệt thự có ma không ai dám đến ở kia nhưng trên thực tế thì bản thân gã cũng không có ở trong biệt thự vương quảng chính cười nói trương dương phải không cậu đến muộn một ngày lớp học buổi sáng cậu không tham gia trương dương cười nói trên đường gặp phải chút chuyện cho nên đến muộn một ngày trở về tôi sẽ viết kiểm điểm đưa cho anh vương quảng chính cũng là một người có tính tình lạc quan gã cười ha hả nói kiểm điểm thì không cần khi nào có thời gian mời mọi người ăn hải sản nướng là được trương dương sảng khoái đáp không thành vấn đề dùng cơm tập thể là phương thức tự giúp mình lần này tính hải đã làm đủ chuẩn bị bữa tiệc hải sản đứng có không ít chủng loại trương dương đi gắp một chút đồ ăn tần thanh lại đưa cho hắn ba miếng cá nhẹ giọng nói đây là thứ tốt dầu chất dinh dưỡng không mỡ và chất ăn cùng mù tạc sống rất có lợi cho thân thể trương dương thấy xung quanh không có ai cười tùm tìm nói, em còn muốn ăn một chút rau hẹ xào rong biển, để giúp cho tráng dương. Mặt ngọc của tần thanh đỏ ửng, em không cần, chỉ là hai chữ tráng dương này vô luận thế nào cô cũng không nói ra được. Tần thanh lấy đồ ăn xong rồi cùng Lý Phượng cầm ngồi xuống, Trương Dương cũng đi theo qua, Vương Quảng Chính mang một phần đầy rau đến ngồi xuống bên cạnh Trương Dương, Trương Dương lưu ý thấy trong phần ăn của gã ta không hề có chút hải sản nào hết. Vương Quảng Chính cũng nhìn ra được nghi hoặc trong lòng của Trương Dương từ đôi mắt của hắn, mỉm cười nói, tôi bị cao huyết áp, không thể ăn hải sản, bác sĩ đã cảnh báo rất nhiều lần, còn ăn nữa có thể sinh bệnh, nếu bị bệnh rồi thì hối hận cũng đã muộn. Trương Dương gật đầu, vậy cũng đúng, cán bộ đáng viên chúng ta phải nhìn xa trông rộng. Vương Quảng Chính nói, nói là nói như vậy, nhưng mà nhìn nhiều mỹ thực như vậy mà không thể ăn một miếng, đối với tôi mà nói cũng là một loại đau khổ. Gã vẫy vẫy tay, Người phục vụ mang nước đến, Trương Dương gọi một ly rượu vang, lần này tham gia vào huấn luyện trên cơ bản đều là cán bộ hơn cấp xử, phần lớn đều rất chú ý bảo vệ sức khỏe. Vương Quảng Chính cảnh cáo Trương Dương, hai ngày nữa tất cả thành viên phải kiểm tra thân thể toàn diện, xem ra lần này Tĩnh Hải đã xem mọi người trở thành đoàn an dưỡng rồi. Trương Dương nhớ đến biệt thự số 33, hắn hỏi Vương Quảng Chính, thị trưởng Vương, tôi nghe nói căn biệt thự kia hình như không được may mắn. Vương Quảng Chính vừa nghe Trương Dương hỏi như vậy, thiếu chút nữa đã bị sặc nước, gã ho khan một tiếng, nói: "Nghe ở đâu vậy?" Trương Dương đương nhiên không thể nói rằng là Tần Thanh nói cho hắn biết, hắn cười bảo: "Tôi đến muộn, mà biệt thự tốt như vậy lại không ai ở, lại giữ cho một chức xử nho nhỏ như tôi, cho nên tôi đã hỏi thăm một chút, có người nói cho tôi biết căn biệt thự số 33 này có điểm xấu, bên trong có người chết." Vương Quảng Chính nói: "Đảng viên chúng ta tất cả đều là người vô thần." Ai lại tin tưởng mấy thứ kia? Lần này cũng không phải là cố ý phân căn biệt thự đó cho cậu, mà là phân phối ngẫu nhiên, chỗ đó lẽ ra là tôi và cậu cùng ở, chỉ là nhà của tôi ngay tại Tĩnh Hải, cho nên căn biệt thự lớn như vậy tất cả đều thuộc về một mình cậu sử dụng, đây chính là đãi ngộ của cấp bậc tối cao." Lý Phượng Cầm nói, "Tôi cũng nghe nói, có người nói là bà chủ Chu Tiếu Nguyệt của Giang Nam Xuân ở Nam Tích chết bên trong biệt thự số 33 này, chết cùng cô ta còn có phó cục trưởng Phó Liên Thắng phân cục khu Liên Hoa của Nam Tích." Cái vụ án này đã gây chấn động một thời, nghe nói hai người đó là tự tử, tử, Phó Liên Thắng nổ súng bắn chết Chu Tiếu Nguyệt, sau đó tự sát. Vẻ mặt của Vương Quảng Chính có chút mất tự nhiên, dù sao thì đây cũng là nguyên nhân thật sự vì căn biệt thự ấy cũng không ai ở cho nên mới phân cho Trương Dương. Lý Phượng cầm đem tình huống thật nói ra như vậy, làm cho gã cảm thấy có chút xấu hổ. Trương Dương nói, thật sự đúng là nhà có ma, đùng một cái chết hai mạng người. Tần Thanh cũng thở dài, Tuy nói rằng chúng ta đều là người vô thần cả, nhưng mà cũng có người không dám đến ở. Cô phê bình kín đáo bên tổ chức, rõ ràng là đang ăn hiếp Trương Dương. Vương Quảng Chính nói, cứ ở trước đi, chờ vài ngày nữa có phòng trống, sẽ đổi cho cậu. Trương Dương nói, không cần đâu, tôi không sợ nhà có ma gì cả, cảm thấy căn nhà ấy ở rất thoải mái. Tôi chỉ có một yêu cầu, tôi thích thanh tinh, nên căn biệt thự này đừng an bài người khác vào ở. Vương Quảng Chính thầm nghĩ trong lòng trừ cậu ra, người khác chẳng ai muốn đến ở chỗ đấy đâu." Gã gật đầu cười nói tốt, dù sao thì tôi cũng không có ở đấy, bình thường chỉ có một mình cậu. Trương Dương cũng có tâm tư riêng, hắn muốn ở riêng một mình là vì để tiện thân thiết với Tần Thanh, không muốn người khác quấy rối bọn họ. Buổi chiều đi tham quan cảng cũng là hoạt động tập thể, tất cả mọi người phải tham gia, Trương Dương tuy rằng không có hứng thú với loại hoạt động này, chỉ là mình đã đến muộn một ngày, hoạt động tập thể như vậy không thể vắng mặt được. Đi thị sát một vòng với một đám người đông đúc, cũng may là thời gian tham quan của bọn họ cũng không dài, chỉ khoảng 2 tiếng là được tự do hoạt động. Trương Dương và Tần Thanh hai người lặng lẽ rời khỏi tập thể, gặp mặt ngoài cảng, bọn họ đón xe đi đến bãi tắm số 5, sở dĩ chọn bãi tắm số 5 cũng là bởi vì vị trí nơi ấy xa xôi, lại ít khách du lịch, tránh gặp phải người quen. Trong túi của Tần Thanh có áo tắm, Trương Dương thì lại không có chuẩn bị gì đi ra ngoài cửa hàng bán đồ ở bãi biển mua một cái quần bơi, hai người đi vào phòng thay đổi, dáng người yểu điệu của Tần Thanh khi mặc áo tắm vào đã hiện ra một cách rõ ràng, hấp dẫn không ít ánh mắt, mà hình thể được rèn luyện của Trương Đại Quan Nhân, cơ bắp săn chắc cùng với da thịt màu đồng cũng thu hoạch được không ít cái nhìn trộm của thiếu nữ. Hai người vẫn duy trì một khoảng cách, một trước một sau đi vào trong nước biển, rồi gặp mặt kín đáo dưới nước, Trương Dương và Tần Thanh lúc này mới to gan lên, nắm lấy tay của đối phương, Trương Dương cười nói, em phát hiện ra lớn lên xinh đẹp cũng không phải là chuyện tốt gì, đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm chú ý cho người khác. Tần Thanh nói, thật ra chuyện tốt đẹp nhất chính là làm người thường, làm chức cao thì phải lo trước lo sau, mỗi một bước đi đều phải cẩn thận, ngay cả tình cảm thật sự của mình cũng phải che giấu, lúc nào cũng lo bị công chúng phát hiện. Trương Dương nói, không sợ, có người nào dám chụp lén hình của chúng ta, em sẽ đánh hắn bầm mắt. Tần Thanh cười hì hì hai người bơi ra ngoài biển rộng đón sóng tần thanh bơi rất khá trương dương ở bên cạnh bảo vệ cho cô hai người chơi đùa trong nước ôm nhau hôn môi rời xa cái nhìn của công chúng rốt cục cũng đã được hít thở bầu không khí tự do mặt trời chiều dần dần lặn xuống ngoài khơi hai người bọn họ dựa sát vào nhau ngồi trên bãi cát nhìn cảnh mặt trời hoàng hôn xinh đẹp tần thanh ôn nhu nói chị thật hạnh phúc trương dương nói em sẽ cho chị hạnh phúc mãi mãi Tần Thanh mỉm cười nói, chị là một phụ nữ rất dễ hài lòng. Trương Dương nâng cái cằm xinh đẹp của cô lên, khẽ hôn lên làn môi mọng của cô. Tần Thanh nói, mặt trời mọc mặt trời lặn, bình minh rồi lại hoàng hôn, bất chi bất giác đã giả đi. Trương Dương nhéo nhéo mặt ngọc của cô, mỉm cười nói, chị Thanh, chị giống như là cô bé mới 16 tuổi thôi đấy, chúng ta đi cùng nhau, người khác khẳng định sẽ nghĩ chị là em gái của em. Tần Thanh đỏ mặt nói, lại nói bậy. Trương Dương nói, ở trong mắt của em, chị vĩnh viễn là chị Thanh xinh đẹp động lòng người, bây giờ cũng vậy, về sau cũng vậy, tuyệt không thay đổi. Tần Thanh nắm chặt tay của Trương Dương, thân thể mềm mại tựa vào trong lòng hắn, nhẹ giọng nói chị tin tưởng em. Trương Dương nói, lần học tập này hình như là đặc biệt tổ chức cho chúng ta, giống như đang hưởng tuần trang mật vậy. Tần Thanh cười nói, cơ hội là do mình sáng tạo, nếu chị không biết em muốn đến đây, tranh thủ cơ hội đến đây học tập, Giống như căn nhà ma mà người khác không ai muốn ở, tự nhiên đem nó tặng cho em." Trương Dương nói, "Lần này em đến đây là bởi vì đắc tội với Thẩm Khánh Hoa, lão cáo già ấy lưu đầy chính trị em." Tần Thanh không khỏi mỉm cười, "Em đi đến đâu là chỗ ấy không được thái bình nữa, cả ngày chỉ biết tranh đấu, em không thấy phiền sao?" Mượn cơ hội này, rời xa tranh đấu chính trị, hưởng thụ cuộc sống một chút, đây là điều hiếm có cỡ nào." Trương Dương cầm lấy tay của Tần Thanh, nói có chị ở bên cạnh em, mỗi giờ mỗi phút đều là hưởng thụ. Tần Thanh nói, Trương Dương, em càng ngày càng trở nên khó nói được. Suốt cuộc là làm phó thị trưởng rồi, đúng là không giống, lời ra khỏi miệng mới ý thức được là lỡ lời, mặt ngọc hơi đỏ lên. Trương Đại Quan Nhân cười rõng rạc, nói, khoan nói trước, khi làm phó thị trưởng Tần, rèn luyện chính trị hàng ngày của em được tăng cao rất nhanh, không chỉ là năng lực ra tay tăng cao, hơn nữa năng lực hùng biện cũng đề cao, Lúc trước em nghe nói qua võ công có song tu, không ngờ trong chính trị cũng có nghệ thuật song tu, bây giờ xem ra, song tu âm dương trên chính trị có thể làm ra một chút hiệu quả to lớn, dưới sự dẫn dắt của phó thị trưởng Tần, cái chức phó thị trưởng của em cũng đã có hình dạng hơn. Cảm ơn phó thị trưởng Tần tài bồi, cảm ơn phó thị trưởng Tần nâng đỡ. Tần Thanh xấu hổ đè hắn xuống cát, lại bị Trương Dương tiện thể kéo ngã xuống theo, xoay người đè lên thân thể của cô, rồi cho cô một nụ hôn rất nồng nhiệt hai người triền miên trên bãi biển đến khi màn đêm tới, lúc này mới chịu ngồi xuống tại một quán nướng hải sản gần đó, gọi vài món hải sản ra và kêu thêm một ít bia. Trương Dương không khỏi hỏi lại chuyện của biệt thự số 33. Tần Thanh nói, Chu Tiếu Nguyệt rất nổi tiếng tại Nam Tích, Giang Nam Xuân lúc trước là một nhà hàng nhỏ, sau khi cô ta tốt nghiệp cao trung liền tiếp nhận nhà hàng này từ tay của mẹ, chỉ trong 10 năm ngắn ngủi đã trở thành chiêu bài của ẩm thực Nam Tích, quả thật là không tầm thường. Trương Dương nói, Phó Liên Thắng kia có phải là có quan hệ mở ám với cô ta không? Tần Thanh nói, chị không nghe nói qua người kia, chỉ biết con người của Chu Tiếu Nguyệt, chủ yếu là bởi vì cô ta mở một chi nhánh của Giang Nam Xuân tại Lam Sơn, quán ăn vừa khai trương hai ngày thì cô ta chết, cho nên chuyện này cũng gây ra một ít động tính tại Lam Sơn. Trương Dương nói, thật không ngờ, buôn bán không nằm tại nhân nghĩa, Phó Liên Thắng cho dù có giao dịch quyền sắc gì với cô ta, thì cũng không đáng hại chết cô ta. Tần Thanh chừng mắt nhìn hắn, nói em đó, con người của em thích xen vào chuyện của người khác, vụ án này đã khép lại rồi, có người nói là Phó Liên Thắng có nhược điểm gì đó rơi vào trong tay của Chu Tiếu Nguyệt, cho nên thẹn quá hóa giận giết chết cô ta. Không đề cập đến chuyện này nữa, em là Phó Thị trưởng của Phong Trạch, không phải Phó Thị trưởng của Nam Tích, chuyện này em không cần xen vào. Trương Dương cười cười nói, được rồi, không đề cập nữa, chúng ta uống bia thôi, tiểu biệt thắng tân hôn, chúng ta phải uống gấp đôi. Tần Thanh nghiến răng nói, cái miệng của em ngày càng khiến người ta muốn đánh. Trương Dương nói, sao em lại không nghĩ ra nhĩ? Mỗi lần em hôn chi, chị đều thích muốn chết luôn. Tần Thanh oán giận, thằng nhãi này lúc nào cũng không nghiêm túc cả, đôi mắt đẹp cố ý không nhìn hắn nữa, nhìn ra vầng trăng sáng ngoài khơi kia, nhẹ giọng nói, trên biển sinh trăng sáng, chân trời như là đây. Chương 413, lời khó nói. Tĩnh Hải cách Lam Sơn chỉ có 70 cây số mà thôi, lần này Tần Thanh tham gia vào lớp học tập cũng phải chú ý đến công tác trong thành phố, lớp huấn luyện về phát triển tinh thần văn minh kiến thiết này, thật ra cũng không có chương trình học thực chất, hơn nữa phần lớn cán bộ tham gia vào lớp học tập lần này cũng đều đã ngoài cấp xử, trong kỷ luật cũng không có nhiều yêu cầu nghiêm ngặt, thời gian biểu cũng đã được sắp xếp, mỗi tuập học 6 ngày, chương trình học chân chính chỉ có 2 ngày, 4 ngày kia là học qua màn hình, hoặc là tham quan học tập, nói trắng ra là lần này mang lương nghỉ ngơi, cho những cán bộ này một lần an dưỡng. Tổng cộng có 50 người, thật ra thì chỉ có 49 thôi, loại cán bộ có công tác trong người như Tần Thanh thì có đến mười mấy người, người chân chính ở yên tại tỉnh Hải chẳng qua cũng chỉ có 31. Tất cả mọi người đều xem lần học tập này trở thành một cơ hội nghỉ ngơi, tháng 8 mỗi năm là thời điểm du lịch lên cao của tỉnh Hải, chính phủ thành phố tỉnh Hải ngoại trừ cho những cán bộ này ăn chơi học tập, còn kiểm tra toàn diện cho bọn họ nữa lúc đầu thì trương dương coi như còn thành thật dù sao thì cũng có tần thanh ở chỗ này lúc vừa mới bắt đầu thì chương trình học quả thật cũng khá là dày chỉ là trương dương cảm thụ được tư vị ôn nhu của phó thị trưởng tần nụ cười rạng rỡ của cô mỗi khi thấy được nước chiều lên xuống cảm thụ được ánh mặt trời và sóng biển qua tay của đối phương đôi khi còn rút thời gian học ra để ca hát hát lên cái bài dân ca vườn trường lưu hành nhất thời đương thời là bài bạn ngồi cùng bàn mỗi khi hắn hát lên bài hát đa sầu đa cảm này thì có người thoải mái có người lại khóc. Tần Thanh ôm lấy cánh tay của hắn, tựa vào đầu vai của hắn, nhẹ giọng nói với hắn, cả đời này chưa từng có phúc, lúc trước cũng một lần gả rồi, nhưng cuối cùng lại biến thành quả phụ, nhưng mà bây giờ đã có được hạnh phúc ngọt ngào, cái hạnh phúc này là bởi vì Trương Dương, cái ngọt ngào này cũng là bởi vì hắn. Tần Thanh tuy rằng bị thời gian tuần trăng mật này làm cho say sưa thật sâu, nhưng mà cô vẫn không quên chức trách của mình, ở tĩnh hải 4 ngày, Tần Thanh liền trở về Lam Sơn để làm chính phủ, ngay cả vụ kiểm tra toàn diện cán bộ tại Tĩnh Hải cũng không tham gia. Kiểm tra sức khỏe được thu xếp tại Bệnh viện Nhân dân Tĩnh Hải, bang cán bộ lãnh đạo này được đãi ngộ cao nhất, viện trưởng của Bệnh viện Nhân dân Tĩnh Hải đi theo từ đầu đến cuối. Vương Quảng Chính khi làm danh sách thống kê người thì phát hiện ra Tần Thanh đã sớm quay về Lam Sơn, lần huấn luyện này có 6 cán bộ cấp phó phòng, Tần Thanh là một trong số đó, Vương Quảng Chính chẳng qua chỉ là cấp sử, Tần Thanh đương nhiên là không cần xin phép của gã. Nhưng mà Vương Quảng Chính vẫn đi tìm Trương Dương để hỏi một chút. Trương Dương biết rõ mà vẫn giả bộ hồ đồ, tôi không biết, thị trưởng Tần đi rồi sao? Thật ra ngày hôm qua khi Tần Thanh rời đi, đã đến biệt thự số 33 để nói với hắn, Trương Đại Quan Nhân cũng rõ ràng công việc đặt lên hàng đầu, tư tình nhi nữ để về sau, dù sao thì Tần Thanh cũng chỉ trở lại vài ngày thôi, thời gian ở chung trong hai tháng của bọn họ vẫn còn nhiều vương quảng chính cười nói thị trưởng tần không nói với cậu sao vương quảng chính cũng lắm miệng không có việc gì đi nói một câu mà cái đám lãnh đạo đến từ khắp các nơi bên trong cũng có đủ loại người có người đã đem quá khứ của trương dương và tần thanh tiết lộ ra tuy rằng trương dương và tần thanh ở Tĩnh hải cũng đã che giấu rất tốt nhưng mà cái việc học tập này có tỷ lệ rãnh rỗi quá cao người rãnh rỗi thì thích làm gì nhỉ đương nhiên là thích nói chuyện phiếm Nói chuyện phiếm thích nhất là nói gì, nói cái gì có thể khiến cho người khác chú ý nhất. Đương nhiên là chuyện xấu giữa nam nữ, thật ra thì chuyện đặc sắc trong thể chế cũng không hề thua kém mấy xì căng đan của diễn viên ngôi sao chút nào cả. Lúc Trương Dương và Tần Thanh còn chưa biết chuyện gì, thì đã có người bắt đầu sáng tác về những chuyện xấu trong quá khứ của bọn họ rồi, đương nhiên Trương Dương chỉ là bị vướng vào thôi, trung tâm của vụ việc lần này chính là Tần Thanh, đương nhiên cô là người hấp dẫn ánh mắt của người khác nhất. Đàn ông ngồi với nhau thì thích nói về đàn bà, cán bộ nam cũng thế thôi, bọn họ thích bàn luận về nữ cán bộ, nhất là một thị trưởng Mỹ nữ như Tần Thanh. Vì thế Trương Dương cũng bị liên lụy vào, đương nhiên Trương Dương chỉ là một phần trong số đề tài bàn luận của họ thôi. Trương Dương nghe xong lời của Vương Quảng Chính cũng có chút khó chịu, hắn hỏi ngược lại, tôi là cấp phó sử, người ta là cấp phó phòng, lẽ nào thị trưởng Tần người ta phải đến tìm tôi để xin nghỉ? Hắn cũng không có ý kiến gì về lời nói của Vương Quảng Chính chỉ là hơi bận về mấy chuyện hành lang mà thôi. Vương Quảng Chính lúc này cũng ý thức được là mình đã nói sai, cười nói, thị trưởng trương, tôi cũng không phải là thấy các người quen biết nhau mới hỏi đấy thôi. Trương Dương gật đầu, tôi từng là nhân viên của cô ấy trong cục chiêu thương, thị trưởng tần là lãnh đạo của tôi. Vương Quảng Chính cười cười, không nói gì cả. Bản lĩnh của Trương Dương gã cũng đã nghe nói qua vài lần, nhưng mà Vương Quảng Chính cho rằng truyền kỳ của Trương Dương chẳng qua là được khuếch đại thêm mà thôi loại suy nghĩ của gã thật ra cũng là của phần lớn người, chưa tận mình lĩnh giáo qua ai mà lại tin tưởng một cán bộ cấp phó xử mới 20 tuổi lại có nhiều năng lực như vậy, cho rằng hắn chẳng qua chỉ là dựa vào cha vợ tỉnh trường tương lai thôi, mới có thể leo lên vị trí ngày hôm nay. Trong lòng vương quảng chính khinh thường Trương Dương, chỉ là ngoài miệng không nói thêm gì, gã đem phiếu kiểm tra sức khỏe phát cho Trương Dương, rồi đi đưa cho những người khác. Nếu chuyện này dừng ở đây, thì Trương Dương khẳng định cũng chẳng làm gì cả. Chỉ là Vương Quảng Chính trăm không nên vạn không nên nói ra một câu lúc phát phiếu kiểm tra sức khỏe cho bộ trưởng bộ tuyên truyền thành phố Tĩnh Hải là Vinh Trường Chí, thật ra thì gã cũng đã cách trương Dương khá xa rồi. Lúc đưa phiếu cho Vinh Trường Chí, Vinh Trường Chí hỏi một câu, xảy ra chuyện gì vậy? Thằng mặt chàng ấy đắc tội với anh hả? Vương Quảng Chính thấp giọng cười cười, giấu đầu lòi đuôi, chỉ là hỏi hắn tại sao Tần Thanh không tới. Hắn liền khẩn trương, làm như sợ người khác không biết gì về quá khứ của hai người vinh trường trí cười hắc hắc nói quảng chính anh cũng nhiều chuyện anh hỏi hắn làm gì vương quảng chính nói thật sự không nghĩ ra quả phụ thanh coi trọng hắn ở chỗ nào vinh trường trí làm vẻ mặt mờ ám nói đàn ông chỉ cần một điểm lợi hại là được người ta tuổi trẻ lực tráng khẳng định là lợi hại hơn ông vương quảng chính thấp giọng nói cái này thì chưa chắc chỉ được cái vẻ bề ngoài tuy rằng tuổi tôi lớn chỉ là có kinh nghiệm phong phú trong phương diện này hai người đồng thời cười cười, bọn họ cho rằng âm thanh của mình rất nhỏ, người khác nghe không được, không ai có thể ngờ rằng, trương đại quan nhân đâu phải người thường, đôi tai của hắn đã tu luyện đến trình độ nào rồi. Trương Dương nghe xong hai người nói chuyện, lửa giận trong lòng nổi lên, với tính tình lúc trước của Trương Dương, khẳng định sẽ bước lại nện cho hai người một trận, như vậy mới giải được mối hận trong lòng. Chỉ là dù sao bây giờ thì Trương Đại Quan Nhân cũng là phó thị trưởng của phong trạch, nơi này là trung tâm kiểm tra sức khỏe của Bệnh viện Nhân dân Tĩnh Hải, thành viên ở đây đều là cán bộ ngoài cấp xử đến từ các nơi, nếu như mà đánh Vương Quảng Chính và Vinh Trường Chí trước mặt nhiều người như vậy. Thì như vậy đừng nói là một bước, cho dù là nửa bước Trương Dương cũng khó mà đi. Trương Dương ngăn chặn lửa giận trong lòng, muốn làm đại sư thì nói thế nào cũng phải biết nhẫn nhịn tức giận, Vương Quảng Chính và Vinh Trường Trí tuy rằng nói rất khó nhịp, nhưng mà cái này đã làm cho Trương Dương tỉnh lại, chuyện qua lại của mình và Tần Thanh đã bị nhiều người thấy được, và chuyện xấu trong quá khứ của bọn họ cũng đã truyền đi khắp nơi. Trương Dương biểu hiện ra ngoài vẫn rất là vui vẻ, chỉ là món nợ này đã được hắn ghi vào trong lòng. Lòng giả của Trương Đại Quan Nhân thật ra cũng không hẹp hòi, người khác sỉ nhục hắn hắn có thể chịu đựng, chỉ là vũ nhục Tần Thanh, hắn sẽ không chịu được, một cơn giận, trong lúc nhất thời theo khái niệm của Trương Dương đã là một giờ, hắn nhịn tức giận trong một giờ rồi. Lúc kiểm tra nước tiểu, Hắn và Vương Quảng Chính cùng đi vào WC, mỗi người đều cầm một ống nghiệm để đựng nước tiểu. Theo trình tự thì, bản thân khi đi tè thì tè một chút vào trong ống nghiệm, rồi dán nhãn tên của mình và đặt lại vào chỗ cũ. Chỉ là cầm ống nghiệm để hứng nước tiểu, dù sao cũng có chút không tiện, tất cả mọi người đều tự giác tìm hỗ trợ. Trương Dương cười cười với Vương Quảng Chính, ân cần nói: "Thị trưởng Vương, tôi cầm ống nghiệm giúp anh nha." Vương Quảng Chính nói: "Sao có thể không biết xấu hổ chứ?" trương dương cười nói giúp đỡ cho nhau chờ anh đi xong sẽ cầm giúp tôi vương quảng chính cũng không khách khí với hắn đem ống nghiệm giao cho trương dương còn bản thân thì cầm của nợ mà đi chỉ là gã phát hiện ra trương dương cứ nhìn chằm chằm vào cái ấy vương quảng chính tuy rằng cũng là đàn ông nhưng cũng thấy rất là ngại tiểu trương cậu có thể xoay người qua chỗ khác được không như vậy tôi không tiểu được trương dương cười hắc hắc thị trưởng vương tự nhiên lại ngượng đều là đàn ông với nhau, có gì mà ngưỡng chứ? Hắn cũng phối hợp, xoay người sang chỗ khác. Vương Quảng Chính chuẩn bị hết một phút đồng hồ thì nước tiểu mới đi ra ngoài, lúc gã cầm lấy ống nghiệm từ trong tay của Trương Dương, đã cười nói cảm ơn nha. Trương Dương nói, cẩn thận một chút, coi chừng rớt, vốn không được nhiều đâu. Vương Quảng Chính nghe có chút chói tai, chỉ là cũng không thể phản bác được, gã ta cầm lấy ống nghiệm của mình, cũng giúp Trương Dương cầm lấy ống nghiệm trương dương cũng nói lời cảm ơn lúc hắn đi tè vào ống nghiệm vương quảng chính cũng nhìn chằm chằm vào vương quảng chính ôm tâm lý nhìn để trả thù cậu có thể nhìn tôi vậy tôi cũng nhìn lại cậu cho cậu cảm thụ mùi vị bị người ta nhìn chằm chằm khi đi tè chỉ là khi gã nhìn thấy đồ chơi của trương dương lập tức cảm thấy tự ti mặc cảm người ta chỗ nào cũng lợi hại hơn mình hơn nữa tố chất tâm lý của trương dương siêu mạnh không yếu đuối chút nào thuận lợi đi tè thành công và không quên cảm ơn Vương Quảng Chính, thị trưởng Vương. Tuổi không lớn lắm, mà sao nước tiểu lại ít thế này, tôi thấy tám phần là tuyến tiền liệt có vấn đề, trở về đi siêu âm nhìn thử xem, có phải là tuyến tiền liệt xảy ra chuyện không? Vương Quảng Chính nói, tôi rất tốt, chỉ là không quen bị người khác nhìn khi đang đi. Trương Dương cười nói, tôi cũng không quen, chỉ là sợ đàn bà ở bên cạnh thôi. Vương Quảng Chính cười gượng hai tiếng, đem ống nghiệm giao cho hắn chỉ là thằng nhãi này không vội cầm lại, mà thoải mái run, chân, lúc này mới mới, tiểu song thật là thoải mái, cảm ơn thị trưởng vương đã cầm giúp tôi lâu như vậy. Lúc hắn nói những lời này thì trong toilet có 5 cán bộ đang chuẩn bị đi tè, đều nghe được rất rõ, và tưởng rằng vương quảng chính đang nịnh bợ hắn, trong lòng vương quảng chính cũng rất là không thoải mái, đưa ống nghiệm cho hắn xong, liền vội vã rời khỏi toilet. Trương Dương nhìn bóng lưng của Vương Quảng Chính, trên mặt lộ ra một nụ cười kết quả kiểm tra sức khỏe 3 ngày sau mới có, chỉ là vào trưa ngày hôm đó Vương Quảng Chính liền cảm thấy khó chịu, phía dưới bị ngứa, lúc đầu Vương Quảng Chính vẫn cảm thấy không phải là chuyện lớn gì, chỉ là càng lúc càng ngứa, ngứa đến nổi Vương Quảng Chính đứng ngồi không yên, lớp học xem băng ghi hình buổi chiều gã cũng không tham dự, nhưng gã cũng không đi xa, mà chạy đến biệt thự số 33, tắm rửa toàn thân một cái, chỉ là càng tắm thì càng ngứa, chỗ khác đều tốt. Nhưng mà cái chỗ ấy lại có vấn đề phần da ngay hai bên bẹn đã chót lên và dứa máu, ngứa đến nổi làm cho Vương Quảng Chính hận không thể cầm dao lóc phần thịt ấy lên luôn. Vương Quảng Chính đã hạ quyết tâm là phải đến bệnh viện để kiểm tra một phen, tại sao mình lại đột nhiên bị cái này, tuy rằng gã không phải là bác sĩ, nhưng mà cái loại bệnh này đúng là chưa từng nghe nói qua, không phải là bị bệnh đường sinh dục gì chứ. Vương Quảng Chính càng nghĩ càng sợ, chỉ là gã cũng đâu có đi tiếp xúc bậy bạ gì đâu. Lúc gã đang chuẩn bị đi, thì Trương Dương đã trở về, xem ra tâm tình của trương dương cũng không tệ lúc đi vào cửa còn ca bài hát vườn trường nào đó thấy vương quảng chính liền bất ngờ kêu lên thị trưởng vương sao anh lại đến đây vương quảng chính kẹp chặt hai chân lại một chỗ cố nén cơn ngứa khó chịu đựng nói tôi ở chỗ này sao tôi không thể tới trương dương cười nói còn tắm nữa anh đến rất đúng lúc tôi dự định buổi tối hẹn vài người ra ăn hải sản nướng thị trưởng vương nể mặt một chút nha khóe miệng của vương quảng chính cong lên gã muốn làm ra động tác mỉm cười, chỉ là biểu hiện trên mặt lại có chút biến hình, tôi. Tôi còn có việc, đi trước. Trương Dương nói, đừng khách khí, tôi mời thật tình mà. Vương Quảng Chính ngứa không chịu nổi, gã xoay người đi vào toilet một lần nữa, lúc đi ra lần hai, đã nói với Trương Dương, tôi bị tiêu chảy, tôi phải đến bệnh viện. Gã rất sợ Trương Dương lại nói giữ lại, nên vội vàng mở cửa lớn cướp đường mà chạy, dùng tốc độ nước rút 100 mét để phóng lên chiếc xe của mình. Vương Quảng Chính leo lên trên xe, đóng cửa xe lại, chuyện đầu tiên chính là cởi quần ra mà gái, da đã bị chót lên hết rồi, đau đớn và ngứa ngáy đan vào nhau đúng là khó có thể hình dung được. Điện thoại di động của gã đột nhiên vang lên, làm cho gã hoảng sợ, run tay cầm lấy cái điện thoại, mà giọng nói cũng run run, ai? Điện thoại là do vợ của gã gọi đến, nói gã tối nay đến nhà mẹ ăn cơm, Vương Quảng Chính đau khổ cắn môi, sau một hồi mới nói, lô cầm à? Ở đây rất bận, anh phải ở lại một hai ngày. Lô cầm nói, đang yên đang lành, tại sao lại đến nhà khách ở? Trong nhà sao ông không ở? Vương Quảng Chính đưa tay vào đúng quần mà gãi như điên, vừa gãi vừa nói, công việc gấp, được rồi, hai ngày nay tôi không thể về nhà, bà chú ý thân thể một chút, có gì không tốt, liền gọi điện cho tôi. Lô cầm tựa hồ nghe ra cái gì đó, ông làm sao vậy? Đang yên đang lành sao lại nói những lời này? Không, không có gì học rồi Lát nữa nói Vương Quảng Chính vội vàng cúp điện thoại cong mình lên mà gãi thoải mái nhưng mà thấy Vinh Trường chí xuất hiện bên ngoài ô tô của mình dán mắt vào kính thủy tinh nhìn vào trong Vương Quảng Chính hoảng sợ vội vàng rút tay ra biểu tình của Vinh Trường chí rất kỳ quái gã thấy Vương Quảng Chính đang ở trong xe cho nên muốn đi nhờ xe chỉ là không ngờ lại nhìn thấy cảnh này trong lòng vô cùng buồn cười nhưng mà gã cũng rõ ràng tình huống này không thích hợp để cười Vương Quảng Chính tràn ngập cảnh giác nhìn Vinh Trường Chí, mở cửa sổ xe xuống nói: "Bộ trưởng Vinh có chuyện gì không?" Vinh Trường Chí nói: "Không có gì cả, chỉ là muốn đi nhờ xe chút thôi. Xin lỗi, tôi có việc gấp." Vương Quảng Chính nhấn chân ga, ô tô phóng nhanh như bay ra ngoài. Vinh Trường Chí nhìn chiếc ô tô đi xa, bất đắc dĩ lắc đầu. Vương Quảng Chính nghĩ tới nghĩ lui cũng không dám đi đến bệnh viện nhân dân gã là phó thị trưởng tính hải nhất cử nhất động đều được người khác quan tâm bệnh bình thường thì không có gì đáng sợ chỉ là lần này bệnh không đúng chỗ gã lái xe đến nam tích vương quảng chính có một bạn học cũ là từ quang thịnh đang làm chủ nhiệm ngoại khoa bí niệu ở bệnh viện nhân dân số 2. hai người tương giao cũng tâm đầu ý hợp vương quảng chính sở dĩ có thể lên làm phó thị trưởng tính hải cũng là thông qua quan hệ với từ quang thịnh anh trai của từ quang thịnh chính là bí thư thị ủy nam tích từ quang nhiên Vương Quảng Chính có chuyện gì cũng đi tìm Từ Quang Thịnh cả, gã cho rằng người bạn đáng tin tưởng nhất trên đời này chính là Từ Quang Thịnh, cho nên lần này cũng không ngoại lệ. Trùng hợp là chiều hôm nay cũng là ca trực tại bệnh viện của Từ Quang Thịnh, Từ Quang Thịnh nhìn thấy Vương Quảng Chính bất ngờ đến cũng vô cùng vui vẻ, nhưng mà bệnh nhân trong phòng bệnh có rất nhiều, Từ Quang Thịnh kêu Vương Quảng Chính ngồi ở một bên chờ mình một chút. Vương Quảng Chính ngứa đến không chịu nổi nữa, chờ đợi nửa tiếng trong giày vò, Từ Quang Thịnh mới xử lý hết bệnh nhân, cười nói, bạn học cũ, cậu không phải là gần đây rất bận sao? Hôm nay sao rãnh rỗi thế? Vương Quảng Chính xoay người đóng cửa phòng lại, lúc này mới nói, phía dưới của tôi ngứa không chịu nổi. Cậu nhìn giúp tôi với. Từ Quang Thịnh sửng sốt một chút, rồi chỉ chỉ vào trong tấm màn, Vương Quảng Chính đi vào trong màn xong liền cởi quần của mình ra, lúc này mới bất cảm thấy thẹn một chút trước mặt người ngoài. Từ Quang Thịnh mang bao tay vào, nhìn kỹ một chút, nhíu mày nói, bắt đầu từ lúc nào vương quảng chính nói ngày hôm nay kiểm tra sức khỏe trong bệnh viện xong liền bị như vậy tôi ngứa muốn chết ở trên nổi nhiều hột mụn như vậy tôi không phải là bị bệnh lây nhiễm qua đường sinh dục chứ từ quang thịnh nói gần đây cậu có tiếp xúc mới mấy thứ không lành mạnh không vương quảng chính dùng lực lắc đầu nói quang thắng cậu cũng hiểu tôi tác phong sinh hoạt của tôi từ trước đến giờ đều nghiêm cẩn ngoại trừ lô cầm bên ngoài tôi căn bản là không có đàn bà hơn nữa gần đây công tác của tôi rất bận cả tháng rồi tôi cũng không có làm chuyện đó với cô ấy. Từ Quang Thịnh nói, một vài bệnh có nhiều cách lây nhiễu, để tôi làm xét nghiệm cho cậu trước, chờ kết quả ra rồi tính. Vương Quảng Chính nói, cậu giúp tôi bớt ngứa trước đã, tôi sắp điên lên rồi, trên đường đi, tôi vừa lái xe vừa gãi, thiếu chút nữa đã bị đụng xe mấy lần. Từ Quang Thịnh nói, để tôi lấy cho cậu một ít thuốc bôi ngoài ra, cậu đi làm xét nghiệm trước đi, không có kết quả, tôi cũng bó tay thôi. Vương Quảng Chính cầm phiếu xét nghiệm tập tính đi ra ngoài, gã cũng không thể không đi tập tính được, bởi vì hai bên chân đã bị gã gãi cho chảy máu nhảy nhụa rồi, mỗi một bước đi đều đau đến khó chịu, chỉ là nó còn kèm theo cơn ngứa đến toàn tâm, cái tư vị này đúng là không phải ai cũng có thể chịu được. Người trong bệnh viện làm việc cũng dễ dàng, kết quả xét nghiệm của Vương Quảng Chính có rất nhanh, thử máu và xét nghiệm nước tiểu đều bình thường cả, từ Quang Thịnh cũng cảm thấy có chút khó hiểu, gã thấp giọng nói chẳng lẽ bị dị ứng. Vương Quảng Chính bây giờ cũng đã bất chấp hình tượng rồi, vừa gãi vừa nói, tôi mặc kệ là bệnh gì, cậu nghĩ biện pháp giúp tôi bất ngứa đi, thuốc bôi ngoài da ấy căn bản là không dùng được, cứ tiếp tục như vậy, tâm tự sát tôi cũng đã có rồi đấy. Từ Quang Thịnh cũng cảm thấy bó tay không còn cách, cười khổ nói, tôi mang cậu đến khoa da liếu nhìn chút. Vương Quảng Chính đi theo từ Quang Thịnh, lúc này trong lòng cũng đã yên ổn hơn được một chút rồi, kết quả xét nghiệm cho thấy gã ít nhất là không bị bệnh lây qua đường sinh dục chỉ là chuyên gia bên khoa da liễu sau khi xem xong cũng không thể nói được đây là bệnh gì, cho rằng đây là một loại dị ứng chưa rõ nguyên nhân. Vương Quảng Chính thật sự đã chịu không nổi, đau khổ kêu lên, làm gì có dị ứng ngay ở chỗ đó chứ? Từ Quang Thịnh cũng có chút đồng tình nhìn gã, nhẹ giọng nói, đến phòng làm việc của tôi ngồi trước đi. Vương Quảng Chính đành phải đi theo anh bạn về phòng làm việc, gã vốn đã kiềm chế bản thân để không gãi giữa đường đi chỉ là vừa vào trong phòng đóng cửa lại liền gãi như điên, lúc đưa tay lên, thì đầu ngón tay đã dính đầy máu, da thịt gã đã bị gãi đến rách luôn. Từ quang thịnh thấy gã đáng thương, liền đi tìm một ít nước đá cuộn trong một miếng băng đưa cho vương quảng chính, kêu gã ướp lạnh một chút, chiều này đã có chút hiệu quả, vừa ướp đá vào, lập tức liền bớt ngứa lại. Vương quảng chính thở dài nói, cứ tiếp tục như vậy, ngứa còn chưa hết, thì tôi đã bị liệt dương vì đông lạnh rồi. Từ Quang Thịnh nói, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, cậu cẩn thận nghĩ lại côi, rốt cuộc là cái bộ phận này đã tiếp xúc qua cái gì. Vương Quảng Chính ép buộc bản thân tỉnh táo lại, sau một hồi mới nói, buổi sáng tôi đã làm kiểm tra nước tiểu, đúng rồi, sau khi tiểu xong không lâu thì liền bị ngứa lên, Trương Dương giúp tôi cầm ống nghiệm, chẳng lẽ là. Từ Quang Thịnh nói, Trương Dương nào, phó thị trưởng của Phong Trạch, chính là con rể tương lai của tỉnh trưởng Tống. Từ Quang Thịnh nói, thì ra là hắn. Vương Quảng Chính có chút kinh ngạc nói, cậu cũng quen biết hắn? Từ Quang Thịnh lắc đầu, tuy rằng không quen, nhưng mà tôi có nghe nói qua về hắn, hắn là một kỳ nhân, chứng bệnh phong thấp của đại ca tôi là do hắn chữa khỏi. Mặt của Vương Quảng Chính đầy vẻ không thể tin, hắn cũng biết xem bệnh. Từ Quang Thịnh nói, lúc Lam Sơn được quốc gia cho treo bảng hành nghề, đại ca của tôi cũng đến Lam Sơn để tham dự nghi thức Thông qua thị trưởng Lam Sơn là thường tụng mà biết Trương Dương, Trương Dương giúp đại ca của tôi kê một đơn thuốc, sau đó tôi cũng có coi đơn thuốc ấy, rồi đem cho mấy chuyên gia trung y coi, bọn họ đều thấy đơn thuốc này rất bình thường, chỉ là tự nhiên lại trị khỏi chứng phong thấp của đại ca tôi, nếu như chỉ có một mình đại ca tôi thì còn có thể nói là trùng hợp, chỉ là chứng phong thấp của thường tụng còn nghiêm trọng hơn cả đại ca tôi, mà cũng được hắn chữa khỏi. Vương Quảng Chính hít sâu một hơi lạnh, theo lời của Từ Quang Thịnh nói, Trương Dương không những hiểu biết y thuật mà còn là một cao thủ y thuật. Vương Quảng Chính đột nhiên nhớ đến một quyển sách từng nói, một người có thể dùng thuốc giải độc thì cũng có thể dùng độc. Có thể đấy là một quyển tiểu thuyết phó hiệp. Nhưng mà lúc này Vương Quảng Chính đã ngứa đến nổi tư duy hỗn loạn rồi. Gã tự nhiên lại nghĩ đến những lời đó. Vương Quảng Chính thấp giọng nói, chẳng lẽ là do Trương Dương hại tôi? Từ Quang Thịnh nhìn Vương Quảng Chính có chút không hiểu, tại sao ông bạn học này lại đưa ra suy đoán như vậy? Gã hỏi, cậu đắc tội hắn? Vương Quảng Chính cẩn thận suy nghĩ lại, mình ngoại trừ đi hỏi hắn về chuyện của Tần Thanh thì cũng đâu có làm cái chuyện gì khác đâu, cho dù gã có nghị luận sau lưng với Vinh Trường Chí về quan hệ của thằng nhãi này và Tần Thanh thì cũng chỉ là sau lưng, hắn ta không thể nghe được. Vương Quảng Chính lắc đầu. Từ Quang Thịnh nói tạm thời mặc kệ là hắn rốt cuộc có hại cậu hay không, nhưng mà tình huống của cậu bây giờ nên đến để cho chuyên gia của bệnh viện ra liệu nhìn rồi chín di tìm Trương Dương, người này khẳng định là có biện pháp với mấy tạp chứng khó chữa này. Vương Quảng Chính có chút do dự, chỉ là gã đã đem nghi ngờ tập trung lên người của Trương Dương, cho rằng có thể là do Trương Dương phá dối, nhưng mà gã cũng không có bất kỳ chứng cứ gì, ngay cả bệnh viện gia liễu tiêu chuẩn của Nam Tích cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, Nam Tích không xem được bệnh thì đến tỉnh rồi cũng chẳng có biện pháp gì đâu. Từ Quang Thịnh nhìn ra vẻ do dự của gã, đề nghị nói, bây giờ cũng sắp ra về rồi, cho dù cậu đến Đông Giang cũng không tìm được chuyên gia xem bệnh đâu, hay là cậu ở chỗ này lại một đêm, ngày mai hãy đi. Vương Quảng Chính nói, tôi còn phải về trước, lúc này cảm thấy đỡ một ít rồi, chuẩn bị cho tôi hai túi chùm nước đá đi, trời nóng, nước đá tan lẹ lắm. Từ Quang Thịnh nói, có lẽ là do dị ứng, rời khỏi nơi gây dị ứng, một lát sẽ tốt lên. Vương Quảng Chính gật đầu, gã chào tạm biệt từ Quang Thịnh, từ Quang Thịnh thấy gã bước đi khó khăn, sợ gã gặp tai nạn giao thông trên đường, cho nên chủ động đưa gã về Tĩnh Hải, ngày mai quay lại. Lúc hai người quay trở lại Tĩnh Hải cũng là đã 6 giờ 30 tối rồi, giáng dấp của Vương Quảng Chính bây giờ đương nhiên là không dám về nhà, vợ của gã gọi điện nhiều lần, cũng may là có từ Quang Thịnh, gã mượn cớ không trở về nhà luôn. Vương Quảng Chính đang định ở tại biệt thự số 33 một đêm, còn từ Quang Thịnh cũng muốn làm quen với Trương Dương, cho nên đi theo Vương Quảng Chính đến biệt thự số 33 lúc đi đến biệt thự trương dương mặc áo sơ mi màu trắng quần đùi hoa mang đôi giày đi cát dựa lên ghế sofa xem tv thấy vương quảng chính trở về trương dương cười tủm tỉm nói thị trưởng vương đã về hắn cũng không nhận ra từ quang thịnh cho nên chỉ cười gật đầu vương quảng chính nói thị trưởng trương cậu cậu không ra ngoài ăn đồ nướng sao gã còn nhớ rõ trước khi đi trương dương còn rủ đi ăn hải sản nướng trương dương nói anh không đi tôi làm gì có lực kêu gọi. Vừa mới tùy tiện ăn một chút, xem tivi rồi ngủ. Vương Quảng Chính đem từ Quang Thịnh giới thiệu cho Trương Dương, thị trưởng Trương, vị này chính là chủ nhiệm khoa bí niệu của Bệnh viện Nhân dân số 2 ở thành phố Nam Tích từ Quang Thịnh, cũng là bạn học cũ của tôi. Trương Dương cười đứng dậy, lễ phép bắt tay với từ Quang Thịnh và nói, chủ nhiệm từ, hân hạnh, hân hạnh. Từ Quang Thịnh cười nói, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu trong lòng Trương Dương âm thầm cười, tâm nói ngưỡng một cái gì đã lâu chứ. Anh làm chữa bệnh, cùng lắm cũng chỉ là chủ nhiệm phòng của một bệnh viện nhân dân thành phố, còn tôi làm trong cơ quan nhà nước, giữa tôi và anh làm sao có xuất hiện cái gì được chứ. Nhưng mà Trương Dương vẫn khách khí nói, lúc trước chúng ta gặp nhau rồi sao? Từ Quang Thịnh nói, thị trường Trương tuy rằng không nhận ra tôi, nhưng mà Gia Huynh ở trước mà tôi nhiều lần nhắc về cậu, rất là tôn sùng thị trường Trương. Trương Dương hỏi, xin hỏi lệnh huynh là. Từ Quang Thịnh mỉm cười, Từ Quang Nhiên. Trương Dương thật sự không ngờ Từ Quang Thịnh lại chính là em trai của Bí thư thị ủy Nam Tích Từ Quang Nhiên, hắn bỗng nhiên nhớ đến hai anh em Tả Viên Chiêu và Tả Ủng Quân, cũng là tổ hợp chính trị và chữa bệnh, nhưng mà ở Từ gia thì người anh chói mắt hơn, còn ở Tả gia thì người em chói mắt hơn. Từ Quang Thịnh nói, cảm ơn thị trưởng Trương đã hỗ trợ chữa bệnh phong thấp cho đại ca của tôi, tôi đã thỉnh giáo không ít chuyên gia tất cả đều phải bó tay, không ngờ rằng cậu đã giúp giải quyết nó. Trương Dương cười nói, chút lòng thành, nhưng mà trong lòng lại thầm oán từ quang nhiên, lúc trước giúp ông ta chữa bệnh đã yêu cầu là phải giữ bí mật, bây giờ xem ra muốn kêu một chính trị gia giữ bí mật căn bản là một việc không có khả năng. Trương Dương nói chuyện với từ quang thịnh một hồi, Vương Quảng Chính đứng bên cạnh ngứa không chịu nổi, gã chui vào trong toilet. Về phần làm gì, Trương Dương và Từ Quang Thịnh đều rất rõ ràng, nhưng mà không ai nói ra cả. Trương Dương mời Từ Quang Thịnh ngồi xuống, đi lấy cho gã một ít đồ uống. Từ Quang Thịnh nói, quan viên chính phủ như cậu mỗi ngày đi vạn dặm, có thể có được một cơ hội nghỉ ngơi như vậy đúng là hiếm. Trương Dương nói, bình thường bận rộn quen rồi, vừa mới rãnh rỗi, thì lại có cảm giác không thích ứng. Chủ nhiệm tư, các người làm bác sĩ cũng bận rộn nhiều việc, sao ngày hôm nay lại rãnh rỗi đến tĩnh hải vậy? Từ Quang Thịnh nói, Nam Thích và Tĩnh Hải cũng cách nhau không xa, bình thường có thời gian tôi hay đến đây chơi. Vương Quảng Chính gãi thoải mái trong toilet xong, vừa đi ra, đúng lúc nghe được Trương Dương nói, "Chủ nhiệm Từ, khoa bí niệu của anh là xem bệnh lây qua đường sinh dục sao?" Nghe nói như vậy, trong lòng Vương Quảng Chính giật mình một chút, thằng nhãi này nói những lời này là có ý gì? Lẽ nào chuyện của mình quả nhiên là do hắn làm ra? Vương Quảng Chính bây giờ đã có chút trột dạ người khác nói cái gì gã cũng đều thấy là giống như đang nói chính gã. Từ Quang Thịnh nói, cũng có xem, nhưng mà bây giờ bệnh này chủ yếu là xem bên da liễu. Trương Dương nói, bầu không khí của xã hội bây giờ đúng thật sự là không tốt, loại bệnh này cũng càng lúc càng nhiều. Nếu như tùy ý đế cho một giai cấp tư sản nào đó phát triển, thì khẳng định sẽ nguy hại đến sức khỏe của quần chúng xung quanh, nguy hiểm cho độ ổn định và hòa bình lâu dài của toàn thể xã hội. Vương Quảng Chính đứng một bên nghe, Càng nghe càng thấy chua xót. Từ Quang Thịnh cũng nghe ra được trong lời nói của Trương Dương hình như có ý nằm ngoài, cười nói, văn minh vật chất phát triển thì văn minh tinh thần cũng phải đuổi theo cấp thiết. Trương Dương nói, chủ nhiệm Từ, đúng là em trai của bí thư Từ, giác ngộ chính trị thật là cao. Cho nên khóa học tinh thần văn minh kiến thiết do tỉnh tổ chức là vô cùng quan trọng, những cán bộ quốc gia chúng tôi cần phải quý trọng cơ hội này, chăm chú học tập chính sách của Đảng, thị trưởng Vương, anh nói có đúng không? Vương Quảng Chính đang khó chịu vô cùng, Trương Dương nói cái gì một chữ gã cũng không nghe được, đứng dậy nói tiêu rồi, bao tử của tôi lại đau. Audio điện tử võ tấn bền chương 414 Tiêu Thiêu Chiên Khi Vương Quảng Chính đi vào phòng khách một lần nữa, thì thấy Trương Dương chuẩn bị ra cửa, gã có chút khẩn trương, nếu tiếp tục như vậy, gã khẳng định sẽ bị cơn ngứa rằn vặt đến điên mất. Từ quang thịnh thừa dịp Trương Dương không chú ý, lặng lẽ cho Vương Quảng Chính một ánh mắt. Vương Quảng Chính lấy hết dũng khí chuẩn bị đem lời khó nói của mình nói ra, chỉ là chữ ra đến bên môi thì lại không thốt lên thành lời. Trương Dương thấy gã có bộ dạng muốn nói lại thôi, mỉm cười nói, thị trưởng Vương cứ việc nói ra suy nghĩ của mình. Vương Quảng Chính lắc đầu, chỉ là lập tức lại nói, ừ, có chút chuyện nhỏ. Trương Dương nói, nói nghe một chút đi, xem tôi có thể trợ giúp gì hay không vương quảng chính nói tối nay tôi muốn ngủ ở đây chủ nhiệm từ cũng ở đây trương dương cười nói căn biệt thự này vốn là hai chúng ta ở chung phòng chống rất nhiều căn bản là không cần hỏi ý kiến của tôi hắn đứng dậy nói không làm phiền bạn học hai người ôn chuyện cũ tôi đi dạo cạnh biển đây vương quảng chính thấy hắn thật sự phải đi mấy chữ nghẹn cả buổi rốt cục đã nổi ra thị trường trương nghe nói y thuật của cậu cao minh tôi tôi mắc phải bệnh lạ ơ ờ, Trương Dương giả bộ giật mình quay lại nhìn. Nếu đã nói ra rồi thì Vương Quảng Chính cũng không cần phải kiêng kỵ nữa, làm lãnh đạo, nói thế nào cũng phải có quyết đoán. Vương Quảng Chính nói, tôi cũng không gạt cậu, từ buổi trưa hôm nay, phía dưới của tôi đã ngứa rất ghê, mà tự nhiên lại còn nằm ngay bộ phận ấy, tôi xấu hổ không dám nói, cũng không dám đến bệnh viện Tĩnh Hải, tôi sợ người khác biết sẽ tung tin đồn. Trương Dương có chút trào phúng nói, thị trưởng Vương cũng sợ người khác nói xấu sau lưng à? Vương Quảng Chính nghe thấy câu này, đã hiểu rõ vài phần, xem ra đoạn nói chuyện của mình và Vinh Trường Chí, 10 phần là đã chuyển đến tai của Trương Dương, gã đương nhiên không cho rằng Trương Dương có thể nghe, gã tưởng có người cố ý nói cho Trương Dương biết. Từ Quang Thịnh thấy bộ dạng khó xử của Vương Quảng Chính, cũng thấy không đành lòng, đứng ra nói thay cho ông bạn già, sống trên đời này ai mà không sợ người khác nói xấu sau lưng đâu. Những người làm lãnh đạo như hai người thì càng sợ hơn. Trương Dương mỉm cười nói lời đồn để lừa kẻ trí cán bộ đảng viên mà ngay cả chút năng lực phân biệt rõ sai trái cũng không có vậy chính là không xứng chức được rồi thị trưởng vương anh rốt cục là có gì khó nói vương quảng chính mở to đôi mắt trông mong nhìn từ quang thịnh đến lúc nói rồi thì vẫn còn có vẻ khó mở miệng từ quang thịnh nói quảng chính không biết vì sao mà mắc một căn bệnh lạ ở dưới ngứa rất nhiều ngày hôm nay đã đến bệnh viện của tôi kiểm tra các loại kiểm tra đều làm rồi, nhưng vẫn không phát hiện ra gì hết. Trương Dương hiểu rõ nhưng vẫn cố giả bộ hồ đồ hỏi, phía dưới ngứa rất nhiều, bệnh phù chân sao? Vương Quảng Chính sắp muốn khóc luôn rồi, không phải là ở chân, mà là chỗ tiểu tiện của tôi, ngứa làm cho tôi không chịu nổi, còn nổi nhiều mụn hột nữa. Trương Dương nói, ồ, để tôi xem thử. Ngày hôm nay Vương Quảng Chính đã vứt hết toàn bộ mặt mũi, gã cởi dây lựng, đem của quý, ra giống như biểu diễn để cho Trương Dương coi. Trương Dương nhíu mày nói, nhỏ quá, không thấy rõ. Nếu là bình thường thì Vương Quảng Chính nhất định sẽ tức sùi bọt mép, người đàn ông nào có thể nhịn được chứ, chỉ là bây giờ gã có việc cầu người, đương nhiên là phải nén giận, Vương Quảng Chính cắn răng đi về phía trước. Trương Dương vội vàng xua tay nói, anh đứng lại, tôi nói mấy hột mụn nhỏ quá, không có ý công kích anh đâu, từ Quang Thịnh đã nhìn ra người ta đang đùa giỡn với Vương Quảng Chính, gã không khỏi đồng tình cho Vương Quảng Chính, tuy rằng đều là đồng cấp phó thị trường, nhưng mà nói thế nào cũng không chịu được, bị một người trẻ tuổi đùa bỡn mặt mũi thì đúng là thảm thật, bởi vậy cũng đã sinh ra một cái nhìn với Trương Dương, sĩ khả sát bất khả nhục kẻ sĩ có thể chịu chết chứ không chịu nhục tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không nên đùa giỡn với người ta như vậy. Trương Dương nói tại sao lại tím tái như vậy? vương quảng chính làm vẻ mặt cầu xin nói bị lạnh nên tím chủ nhiệm từ trường nước đá cho tôi chỉ là túi trường nước đá vừa lấy ra thì lại bắt đầu ngứa trương dương giả bộ ừ một tiếng nói cái này thật ra cũng là một biện pháp vương quảng chính nói biện pháp gì từ quang thịnh cũng lắng tai mà nghe chủ yếu là do đại ca của gã khen y thuật của trương dương vô cùng thần hóa từ quang thịnh từ trước đến giờ luôn giữ thái độ nửa tin nửa ngờ Trương Dương nói, anh tìm quần lạnh mặc vào là xong chứ gì. Vương Quảng Chính kêu khổ không thôi, nói, không được, cứ tiếp tục như vậy, tôi chỉ sợ là sẽ thành thái giám mất, thị trưởng Trương, cậu hỗ trợ nghĩ biện pháp giúp với. Trương Dương nói, thị trưởng Vương, anh ở bên ngoài có phải là làm gì? Vương Quảng Chính lắc đầu như điên, nói, không có, tôi xin thề, cả tháng nay tôi chưa làm qua chuyện này. Có rất nhiều bệnh cũng có thời kỳ ủ bệnh. Vương Quảng Chính cười khổ nói, có thời kỳ ủ bệnh gì? Tôi chưa từng phát sinh vấn đề tác phong." Trương Dương nói, những cán bộ như chúng ta, cho dù không có vấn đề tác phong, người khác cũng có thể tạo ra. Tôi đến tỉnh Hải không bao lâu, mà đã nghe có người chế tạo ra tác phong sinh hoạt của tôi có vấn đề rồi." Lúc nói những lời này, hắn cố ý nhìn vào mắt của Vương Quảng Chính. Trong lòng Vương Quảng Chính hoảng loạn, nhưng ngoài miệng lại nói, "Ai lại vô sỉ như vậy? Nếu tôi điều tra ra được Tuyệt đối sẽ không bỏ qua." Trương Dương cười nói, ai muốn nói thì cứ việc nói, dù sao thì tôi cũng không quan tâm. Trong lòng thầm mắng Vương Quảng Chính, vẫn còn đóng kịch được à, đến trình độ này rồi mà không chịu thành thật thừa nhận sai lầm với tôi sao? Từ Quang Thịnh nói bóng nói gió, "Thị trưởng Trương, cậu thấy thị trưởng Vương bị bệnh gì vậy?" Trương Dương nói, "Bệnh lây qua đường sinh dục." Một câu nói thiếu chút nữa làm cho Vương Quảng Chính hôn mê bất tỉnh tôi nén giận nghe cậu chế nhạo nửa ngày rồi, cậu còn nói tôi bị bệnh lây qua đường sinh dục. Từ quang thịnh cũng âm thầm lắc đầu, thần y cái gì chứ, cũng không hơn gì cái này. Trương Dương cười nói, bệnh nam tính bình thường mà thôi. Những lời này đã làm cho hai người thở phào một hơi. Từ quang thịnh nói, nguyện nghe rõ ràng. Trương Dương chỉ vào phía dưới của vương quảng chính, nói tinh đầy thì tự tràn, nước đầy thì tự chảy. Thị trưởng Vương vừa mới nói, Cả tháng nay không làm cái loại chuyện kia, năm nay thị trưởng Vương 41 sao?" Vương Quảng Chính gật đầu liên tục. Trương Dương nói, "Độ tuổi sung mãn, trong cơ thể của anh có hư hỏa quá thịnh vượng, cho nên mới dẫn đến bệnh trạng này, muốn trị bệnh này cũng dễ thôi, anh cứ về nhà làm là được." Vương Quảng Chính cũng rõ ràng ý của Trương Dương, chỉ là với bộ dạng này, bà vợ không biết là gã bị bệnh gì, khẳng định là không cho gã đụng vào, hơn nữa bây giờ gã đã thành như vậy, làm gì còn tâm tư mà làm chuyện này. Vương Quảng Chính khẩn cầu nói, thị trưởng Trương, không. Trương Lão Đệ, còn có biện pháp nào không? Trương Dương nói, thật ra vốn không cần dùng nước đá trường vào thì tốt rồi, chỉ là anh dùng đá trường vào, biểu hiện ra là hạ nhiệt độ, nhưng mà hư hỏa bên trong vẫn còn, không có chỗ phát tiết, bệnh trạng nghiêm trọng lên gấp bội, tôi thấy bây giờ về nhà cũng không tác dụng, nếu không trị liệu, có thể để lại di chứng, cả đời có thể mềm nhũn không cử động được. Từ Quang Thịnh thấy Trương Dương nói có vài phần đạo lý, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì tựa hồ không có đạo lý, tuy rằng gã không phải là trung y chuyên nghiệp, nhưng mà lời nói của Trương Dương quả thật cũng hơi giật gân quá mức. Vương Quảng Chính bị Trương Dương hù làm hoang mang lo sợ, run giọng nói: "Trương lão đệ, cậu có thể nhìn ra nguyên nhân bệnh của tôi, nhất định, nhất định có thể chữa tốt cho tôi." Trương Dương thở dài nói: "Nói thật, tôi cũng không nắm chắc nữa." chỉ là chúng ta quen biết như vậy, lại đều là đảng viên, nể tình đồng chí nên tôi cũng phải ra chút sức. Vương Quảng Chính gật đầu liên tục. Trương Dương nói, tôi kê cho anh một đơn thuốc. Vương Quảng Chính vội vàng đi kiếm bút viết. Trương Dương nói, không cần, đơn thuốc này đơn giản lấy, tôi nói ra anh nhớ lại là được. Vương Quảng Chính và Từ Quang Thịnh đều dùng ánh mắt vô cùng chờ mong nhìn Trương Dương. Trương Dương cố ý dừng lại một hồi lâu rồi mới nói, năm viên tiêu chiêu thiên, A, à, Vương Quảng Chính và Từ Quang Thịnh đồng thời thất thanh hô lên. Trương Dương nói, "Nghiền nát xong rồi bôi vào chỗ đau, cứ cách 2 giờ lại bôi một lần, nhớ kỹ tối đa là 5 lần." Hắn nói xong liền xoay người rời đi, chỉ còn lại Từ Quang Thịnh và Vương Quảng Chính mở to đôi mắt ra mà nhìn nhau. Từ Quang Thịnh đóng cửa lại, lẩm bẩm, "Xin thứ cho tôi kiến thức nông cạn, tôi học y nhiều năm như vậy, nhưng mà cái loại phương pháp trị liệu này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy." vương quảng chính thấp giọng nói cậu nói hắn hắn không phải là cố ý đùa giỡn với tôi chứ từ quang thịnh nói đang yên đang lành vì sao hắn lại muốn đùa giỡn với cậu vương quảng chính hối hận không thôi nói ngày hôm nay tôi và bộ trưởng bộ tuyên truyền vinh trường trí đã nói xấu về chuyện của hắn tôi hoài nghi có người sau khi nghe được đã nói cho hắn biết từ quang thịnh thở dài nói cậu đó lăn lộn nhiều năm như vậy trong quan trường rồi không nên bàn luận thị phi sau lưng người ta đạo lý đơn giản như vậy cậu cũng không hiểu, nếu thật sự bị hắn biết, người ta khẳng định là muốn đùa giỡn với cậu rồi, nói không chừng còn có thể thêm mắm thêm muối vào chuyện cậu bị nhiễm bệnh rồi nói ra ngoài. Vương Quảng Chính cúi đầu không nói gì, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, mặc kệ, rồi đứng dậy đi ra cửa. Từ Quang Thịnh nói, cậu đi đâu vậy? Tôi đi mua tiêu chiêu thiên. Theo Từ Quang Thịnh thấy, bây giờ Vương Quảng Chính đã đi về một con đường vô cùng ngu xuẩn, chỉ là Từ Quang Thịnh thật không ngờ, khi Vương Quảng Chính dựa theo phương pháp của Trương Dương Bôi Tiêu Chiêu Thiên vào xong, kỳ tích liền xuất hiện, cảm giác ngứa khó nhịn đã dần dần ngừng lại. Lần vật vả này đã khiến cho Vương Quảng Chính tiểu tụy không gì sánh được, gã mệt mỏi ngã xuống ghế sofa, thở phào nhẹ nhõm nói thoải mái. Tôi mới biết được có thể sống khỏe mạnh đúng là thật tốt. Từ Quang Thịnh có chút không đành lòng nhìn gã, cậu còn đau không? Bôi Tiêu Chiêu Thiên vào như vậy, cậu chịu được sao? vương quảng chính cầm lấy tách trà trên bàn uống hết một hơi nói xem ra hắn thật sự là thần y thoải mái tìm được bệnh căn rồi từ quang thịnh thật sự không thể tưởng tượng nổi loại phương pháp xem bệnh này gã cũng lần đầu tiên nhìn thấy vương quảng chính cầm lấy điện thoại gọi điện ra chỗ phục vụ ngoài kia đúng lúc có người trả phòng gã liền kêu dọn dẹp một chút rồi muốn cùng từ quang thịnh qua ở từ quang thịnh không hiểu được nói ở đây lớn như vậy đừng phiền phức Vương Quảng Chính nói, Phó Liên Thắng và Chu Tiếu Nguyệt đều chết ở đây. 5 năm trước bí thư ủy ban pháp chính Chu hướng quý phát bệnh tim chết trong biệt thự này. Sau khi ông ta chết một tháng thì thư ký của ông ta là Lưu Vũ Phi ở chỗ này một đêm. Ngày hôm sau liền nhảy từ trên tầng 33 của tòa nhà Minh Huy xuống. Cậu nói chuyện này có bình thường không? Nói gì thì nói tôi cũng không dám ở chỗ này. Từ Quang Thịnh nghe thấy gã nói xong, trong lòng cũng có chút sợ hãi, đứng dậy nói, đi thôi, tôi cũng sợ nhà có ma. Vương Quảng Chính nói, ngày mai tôi sẽ giúp Trương Dương đổi nhà. Bây giờ gã đang nghĩ biện pháp lấy lòng của Trương Dương, khi tỉnh táo lại, gã đã ý thức được mình đã đắc tội với Trương Dương không ít chỗ, không nói về việc nói xấu hắn và tần thanh sau lưng, chỉ việc đem tòa nhà không ai chịu ở giao cho Trương Dương thôi, nói không chừng thì Trương Dương cũng đã sớm hỏi thăm rõ ràng, và đem món nợ này ghi hận trong lòng. Trương Dương phát hiện ra một chỗ tên là Bãi Bác Lãng, chỗ này bởi vì đá ngầm san sát, gió vừa mạnh vừa lạnh, lại thêm vách núi cao đến 20 mét, cho nên du khách trên cơ bản là không đến chỗ này. Trương Dương chiếm được linh cảm từ trong tiểu thuyết Phó hiệp, lợi dụng hoàn cảnh ở đây tu luyện thăng long quyền có thể đạt được một ít hiệu quả to lớn. Bóng đêm thâm trầm, gió thổi trên biển gào thét, đập vào trong đá ngầm tạo thành những tiếng gào khóc thảm thiết. Trương Dương đứng trên đá ngầm, đúng sóng biển không ngừng đánh tới, đánh ra một quyền, lấy quyền phải của hắn là trung tâm, một cổ lực lượng cường đại phóng ra xung quanh, chỉ nghe một tiếng ầm thật lớn, phát nổ trên mặt biển làm cho sóng biển trong phạm vi xung quanh giống như bị nổ vang đi, vang tung tóe. Lực lượng của tự nhiên cường đại không gì sánh bằng. Mục đích của trương đại quan nhân cũng không phải là muốn chinh phục tự nhiên, mà là muốn nghĩ thông suốt ra phương thức đối kháng với tự nhiên, làm cho võ công của mình được tăng lên. gió thổi trên biển làm cho hắn có một cơ hội ma luyện hiếm có. đánh xong một bộ thang long quyền, trương dương cảm thấy tinh lực trong cơ thể rồi rào một cách từ trước đến nay chưa từng có. Hắn tự hồ đã trở lại trạng thái đỉnh cao lúc còn sống tại Đại Tùy. Trương Dương khoanh chân ngồi trên gờ đá, nhìn mặt biển đen kịt, bỗng nhiên nhớ đến Thiên Trì Tiên Sinh, trong thư pháp phí tiên sinh đã viết đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất rồi, chỉ là phong cách của hắn không giống ông ta, thư pháp của há có chứa dấu vết cá nhân quá rõ ràng, đây chính là phong cách của hắn, trong quan trường cũng vậy, hắn cũng là một người đặc biệt rõ ràng, đặc biệt độc hành, không bám theo một khuôn mẫu nào ngẫm lại cũng đã dốc sức một thời gian không ngắn trong thể chế rồi, tuy rằng hắn làm việc vẫn rất là nổi trội. Nhưng mà hắn đã trầm ổn và bình tĩnh hơn trước đây rất nhiều, đấy là thành thục. Thời gian học tập 2 tháng này đối với hắn mà nói cũng là một cơ hội điều chỉnh tốt, làm cho hắn tạm thời bước ra khỏi tranh đấu chính trị kịch liệt tại phong trạch, thở ơ lạnh nhạt nhìn tất cả đang xảy ra tại phong trạch, làm cho hắn có thể đưa ra tổng kết sau khi đã suy nghĩ rõ ràng. Lúc Trương Dương trở về biệt thự số 33, phát hiện ra đèn trong biệt thự đã tắt vương quảng chính và từ quang thịnh đã rời khỏi biệt thự trên bàn chả có để lại một mảnh giấy cho hắn bên trên viết trương lão đệ không làm phiền cậu nghỉ ngơi trương dương đưa lên mũi người bên trong còn có mùi vị của tiêu chiêu thiên không khỏi bật cười vương quảng chính ngày mia còn phải chịu tội tiêu chiêu thiên này đúng là tàn nhẫn trương dương đem tờ giấy vào lại một cuộc rồi ném vào trong thùng rác vừa rồi bọn người vương quảng chính còn nói là muốn ở lại tối nay chỉ là bây giờ lại thay đổi chủ ý, xem ra biệt thự số 33 này đúng là có chỗ nào đó không tốt, bằng không thì Vương Quảng Chính cũng không kiêng kỵ đến tình trạng này. Hai ngày trước Trương Dương đã nghiên cứu về căn biệt thự này rồi, ngày hôm nay bỗng nhiên bị khơi dậy sự tò mò trong lòng, hắn đi lên lầu dạo một vòng, cũng không phát hiện ra bất cứ dị dạng gì, Trương đại quan nhân thì không tin quỷ thần gì cả, cho rằng những cái này đều là lo sợ không đau, đi tắm nước nóng một cái, trở về phòng thoải mái nằm xuống có thể bởi vì đánh một bài quyền tại bãi bác lãng đã quá mệt mỏi, cho nên không bao lâu sau thì Trương Dương đã thiếp đi. Ngủ không được bao lâu, Trương Dương mơ hồ nghe thấy bên tai truyền tiếng khóc của một cô gái, tiếng khóc này bị gió đêm thổi làm cho gián đoạn, tuy rằng vô cùng nhỏ, nhưng mà Trương Dương vẫn có thể nghe được rõ ràng, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, đưa tay lên đầu giờ mở chốt đèn, nhưng lại phát hiện ra đã bị cúp điện. Trong lòng Trương Dương ngẩn ra, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ phòng một chút, điều hòa đã ngừng hoạt động rồi, xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngao hai y, toàn bộ trong nhà khách cũng tối đen như mực. Trương Dương lấy trong túi vật phẩm tùy thân của mình ra một cái đèn pin, hắn mở đèn pin lên, nhìn thời gian một chút, bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi, Trương Dương mở cửa ra, đưa tai ra nghe, bên ngoài vắng vẻ im ắng, không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào hết, hắn bắt đầu hoài nghi bản thân có phải là đã nghe lầm hay không, trong lúc hắn chuẩn bị quay về ngủ thì đột nhiên lại nghe được tiếng khóc. Tuy rằng Trương Dương tài cao lớn mật, nhưng lúc này cũng không nhịn được sợ hãi trong lòng, ta thăng đô la. Thăng phần trăm mũ, nghe nói biệt thự số 33 này có ma, hôm nay lại gặp phải chuyện quái đản, đúng là ma quái. Trương Dương nhanh chóng phủ định cái suy đoán này, trên đời làm gì có quỷ thần tồn tại. Dù sao thì hắn cũng đã sống hai đời người, căn bản là chưa thấy qua bao giờ cả. Lỗ tai của Trương Dương rất thính, hắn gión rén đi tìm theo tiếng khóc, và nhanh chóng phát hiện ra nơi phát ra tiếng khóc. Tiếng khóc không ngờ lại phát ra trên đầu hắn, Trương Dương lặng lẽ đi đến sân thượng tầng 2, lăng không bay vọt lên, thấy một cô gái mặc đồ trắng đang ngồi trên mái hiên mà thấp giọng nức nở, gió đêm thổi bay mái tóc đen của cô ta, làm cho giống như quỷ mị vậy. Trương Dương trừng to hai mắt lên, lạnh lùng nói cô là ai? Cô gái kia phát ra một tiếng hét chói tai, quay lại, cũng lộ ra một khuôn mặt trắng bệch đến cực điểm, Trương Dương cũng bị hoảng sợ nguyện đô la phần trăm A còng đô la. Có thật là không có ma quỷ, nữ quỷ kia cũng làm bộ dơ nanh múa vuốt lao về hướng của Trương Dương, nhưng tiếc là Trương Dương chưa bị hù đến hoảng loạn, cũng học theo bộ dạng của con quỷ, dơ nanh múa vuốt giống còn to hơn nữa, dáng vẻ của hắn đã làm cho nữ quỷ hoảng hốt, xoay người bỏ chạy. Trương Dương nhanh chóng hồi phục tinh thần, nữ quỷ cũng sợ mình. Thế là dũng khí của hắn tăng cao chưa từng có, quát lên, chạy đi đâu nữ quỷ nghe thấy hắn kêu như thế càng liều mạng bỏ chạy chạy vội chạy vàng một bước phóng ra khoảng không và tự nhiên trượt chân té từ mái nhà xuống nhưng mà cô ta ngã xuống ngay đống cỏ không bị thương gì cả đứng dậy muốn bỏ chạy tiếp lúc này trương dương đã đuổi tới trương dương đưa tay ra bắt lấy cô nữ quỷ giơ chân lên đạp một cái về bụng của trương dương từ cách mà cô gái này ra tay cũng có thể thấy được công phu của cô ta cũng không yếu đáng tiếc là cô ta gặp phải trương đại quan nhân rồi nhưng người tránh thoát một đá của cô, đưa tay điểm vào huyệt đạo bên hông, ngón tay vừa chạm vào thân thể, liền cảm thấy một lớp da thịt mềm mại, Trương Dương có thể khẳng định rằng cái trước mắt là một con người bằng xương bằng thịt, chẳng có nữ quỷ gì ở đây cả. Cô gái áo trắng té nhào xuống đất, Trương Dương dùng đèn pin chiếu lên trên mặt cô, lúc này mới nhìn rõ, trên mặt cô chỉ là một lớp màn che mặt, hèn chi thoạt nhìn lại có vẻ trắng bệch như vậy, mình suýt chút nữa đã bị gạt rồi, con người của cô ta bị ánh sáng chiếu vào làm cho con rút lại nhìn trương dương một cách kinh khủng thấp giọng nói thả tôi ra trương dương nói hù người có thể làm chết người đêm hôm khuya khoát cô tự nhiên chạy đến nóc nhà của tôi bắt đầu giả thần giả quỷ cô thật không may tôi báo công an bắt cô cô gái áo trắng kia thấy trương dương móc điện thoại ra không khỏi có chút sợ hãi thấp giọng cầu xin van cầu anh ngàn vạn lần đừng báo công an trương dương nói cô là ai vì sao lại chạy đến đây dọa người cô gái áo trắng nói anh thả tôi ra trước đi trương dương cũng không sợ cô ta bỏ chạy giải huyệt đạo trên chân của cô lạnh lùng nói nếu như mà cô dám dở trò với tôi tôi liền đập gãy hai chân của cô cô gái áo trắng thở dài chỉ chỉ vào cửa lớn biệt thự nói có thể đi vào rồi nói không trương dương gật đầu lúc này hắn mới nhớ ra là mình chẳng mang theo chìa khóa thế là hắn lại điểm huyệt đạo của cô gái rồi lăng không bay vào trong, nhảy thẳng lên trên sân thượng lầu 2, mở cửa đi vào trong ngay trước mặt cô gái. Cô gái nhìn thấy thân thủ của Trương Dương bất phàm, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Trương Dương một lần nữa giải huyệt cho cô, để cho cô đi vào trong phòng khách, lúc này trong biệt thự vẫn chưa có điện, Trương Dương châm một ngọn nến lên, chỉ vào ghế sofa nói, ngồi xuống nói. Cô gái áo trắng thành thật ngồi xuống ghế sofa, trên mặt vẫn còn phủ một lớp màng tre, cô thấp giọng nói, thật xin lỗi, tôi muốn mượn toilet của anh một chút trương dương nói tôi chú ý cô gái áo trắng thở dài tôi không biết ở đây có người ở nếu như tôi biết tôi nhất định sẽ không đến tôi cũng không có ý định muốn hù anh trương dương nói đêm hôm chạy lên mái nhà cô kêu tôi tin tưởng cô không có ác ý hơn nữa thoạt nhìn thân thủ của cô cũng không tệ hắn đem khăn ướt trên bàn đưa cho cô lau khô khuôn mặt của cô để tôi nhìn dáng vẻ của cô thế nào cô gái áo trắng đã không còn ý định đối kháng với hắn, quay sang mở màng che mặt lên, dùng khăn ướt lau khô, rồi một lần nữa quay lại, Trương Dương phát hiện ra trước mắt là một cô gái 24-25 tuổi khá là xinh xắn, tướng mạo tuy rằng không nói là xuất chúng, nhưng mà cũng là thanh tú động lòng người, hai mắt của cô trong suốt, lộ ra vẻ cơ trí và thông minh, nhìn ra được đây là một cô gái rất thông minh, cô cắn môi nói tôi thật sự không biết ở đây có người ở. Trương Dương nói, cô khoan nói đã, Trước tiên nói cho tôi biết cô là ai? Vì sao lại leo lên nóc nhà của tôi làm gì? Cô gái áo trắng nói, tôi là Chu Tiếu Ngọc, tôi làm việc tại Úc, đã lấy được quyền tạm trú tại Úc, lần này trở về là để thăm người thân. Trương Dương nghe xong tên của cô gái liền nao nao, bỗng nhiên nhớ đến tên của Chu Tiếu Nguyệt, lẽ nào cô gái áo trắng này là em gái của bà chủ Chu Tiếu Nguyệt của Giang Nam Xuân sao? Trương Dương hỏi, cô và Chu Tiếu Nguyệt có quan hệ gì? Suy đoán của hắn đã được chứng thật chu tiếu ngọc nói chu tiếu nguyệt là chị của tôi tôi không muốn lừa anh lúc chị của tôi chết tôi đang làm công tác điều tra sinh vật biển tại new zealand ở đó ngăn cách cho nên không nhận được tin tức đúng lúc chờ khi tôi trở về thì mới nhận được thư trương dương nói chị của cô chết lâu như vậy bây giờ cô mới biết chu tiếu ngọc nói lúc trước tình cảm của tôi và chị rất tốt nhưng mà sau khi tôi lên đại học suy nghĩ của chúng tôi liền khác nhau chị muốn gả tôi cho con trai của một quan viên tôi thì có cuộc sống riêng của mình, tôi từ chối, lựa chọn ra ngoài du học, sau khi tốt nghiệp xong liền ở Úc làm việc luôn, chúng tôi chỉ ngẫu nhiên gọi điện thoại qua ngày lễ Tết thôi, liên hệ cũng không nhiều. Lời giải thích của Chu Tiếu Ngọc trên cơ bản đều nói về quá khứ, Trương Dương gật đầu nói, có thể nói cho tôi biết vì sao đêm hôm khuya khoát cô lại leo lên nóc nhà không? Chu Tiếu Ngọc nói, chị của tôi chết đột ngột, tuy rằng giữa chúng tôi lúc ấy liên hệ không nhiều, nhưng mà mỗi lần gọi điện chị đều nói với tôi một việc, sinh ý của chị ấy sở dĩ có thể làm lớn như vậy cũng là bởi vì có không ít quý nhân tương trợ tôi cũng hiểu chị của tôi chị ấy rất lãnh đạm đối với tình cảm cho rằng tình cảm chỉ là một công cụ để thực hiện mục đích của mình chị ấy đem bất cứ chuyện gì trở thành một loại giao dịch chị không có khả năng lựa chọn tự tử vì chị còn lý trí hơn cả tôi trương dương nói vụ án này không phải đã điều tra rõ rồi sao nói cô ta và phó liên thắng có mở ám nắm được nhược điểm tham ô của phó liên thắng cho nên khống chế Phó Liên Thắng, cuối cùng Phó Liên Thắng giận dữ giết chết cô ta, sau đó tự sát. Chu Tiếu Ngọc nói, không có khả năng, chị của tôi tuyệt đối không có khả năng đi uy hiếp Phó Liên Thắng, hắn ta chẳng qua chỉ là Phó Cục trưởng Cục Công an Nam Tích, chỉ là một tên lính trong Cục Công an, có thể có nhiều quyền lực sao. Chị của tôi làm sao mà đi uy hiếp hắn được? Trương Dương khe động lông nghi, hắn ý thức được rằng lời nói của Chu Tiếu Ngọc rất chắc chắn, vô cùng có khả năng đang gạt mình, hắn thấp giọng nói, lá thư của chị cô đâu? Để cho tôi xem. Chu Tiếu Ngọc tràn ngập cảnh giác nói, anh là ai? Trương Dương nói, bây giờ là tôi đang hỏi cô, cô tốt nhất là nên thành thật trả lời câu hỏi của tôi, nếu không, tôi liền đưa cô đến cục công an. Chu Tiếu Ngọc mím môi nói, thư tôi đốt rồi. Trương Dương cười nhạt một tiếng, đốt rồi. Vậy cô nói cho tôi biết, đêm hôm khuya khoát cô lên nóc nhà làm gì? chu tiếu ngọc nói không phải là tôi đã nói với anh rồi sao chị tôi chết ở chỗ này tôi vừa nhận được tin cho nên từ bên úc chạy về để thương tiếc trương dương nói thương tiếc cô ta thì chạy đến đây chị của cô không có mộ sao chu tiếu ngọc nói tôi đi qua rồi nhưng mà tôi luôn cảm thấy chị của tôi bị chết oan tôi tin rằng bất luận sinh vật gì cũng có linh hồn chị của tôi cũng không ngoại lệ tôi nghe nói nếu người bị chết oan thì linh hồn sẽ cư trú tại chỗ đã chết mà không muốn đi cho nên Trương Dương nói, đủ rồi, cô đừng có làm ra mấy chuyện thần quái để gạt tôi, chị của cô chết trên nóc nhà sao. Cô rãnh rỗi leo lên nóc nhà hà, Chu Tiếu Ngọc ơi là Chu Tiếu Ngọc, cô rốt cuộc là có mục đích gì nói mau, con người của tôi thiếu tính nhẫn nại lắm, có phải là cô muốn tôi đưa cô đến cục công an không hả? Chu Tiếu Ngọc hình như có chút sợ, cắn môi, đôi mắt đẹp chuyển loạn một cách linh động. Chỉ là Trương Dương cẩn thận lắng nghe nhịp tim của cô, nó không hề đập nhanh lên bởi lời đe dọa của hắn, cái này đúng là không giống với bộ dạng của cô gái này bây giờ, lẽ nào tất cả sợ hãi của cô ta đều là ngụy trang?" Chu Tiếu Ngọc nói, "Lời tôi đều đã nói hết rồi, anh muốn làm thế nào thì làm thế đó." Cô ta xuất ra thái độ như vậy, làm cho Trương Dương không có cách nào bức cung đàn bà con gái, chuyện này Trương đại quan nhân không thể làm được, hơn nữa, người ta chẳng qua chỉ là nửa đêm leo lên nóc nhà của biệt thự số 33 mà thôi, cũng không phải phạm vào tội lớn gì cho dù có đưa đến cục công an, cũng không cách nào định tội được cô ta cả, biệt thự này vốn không phải của hắn mà. Trương Dương nói, được, tôi tin cô một lần, cô đi đi. Chu Tiếu Ngọc nửa tin nửa người nhìn Trương Dương, Trương Dương gật đầu nói cô đi đi. Chu Tiếu Ngọc đứng dậy đi ra ngoài cửa, đi được hai bước bỗng quay đầu lại nói, Trương Tiên Sinh, anh có thể giữ bí mật, không đem chuyện tối hôm nay nói ra được chứ. Trương Dương nói tốt, không thành vấn đề chỉ cần cô đáp ứng là nửa đêm không mò đến đây. Chu Tiếu Ngọc có chút ngượng ngùng cúi đầu, mở cửa ra vội vã chạy đi. Nhìn bóng lưng của Chu Tiếu Ngọc, trên mặt của Trương Dương hiện lên đầy nghi vấn, nếu như nói Chu Tiếu Ngọc đến đây để viếng vong linh của chị gái, vậy vì sao phải ăn mặc như vậy? Quần áo màu trắng, tóc tai thì bù xù, còn mang màng che mặt nữa chứ, chẳng lẽ là vì đề phòng người khác nhìn thấy sao? nhưng mà vì sao cô ta không đến ban ngày mà lại chọn vào lúc 2 giờ sáng mới mỏ đến. Trương Dương ngáp một cái, vận động nãy giờ cũng làm cho hắn mệt nhọc, chuyện tối này đã chứng minh rằng trên đời này không có ma quỷ tồn tại, Trương Đại Quan Nhân muốn ngủ một giấc yên ổn. Chuyện này vốn chỉ là một bước đệm nhỏ trong hai tháng học tập lần này của Trương Dương, chỉ là đến ngày hôm sau khi hắn tỉnh lại, điện vẫn đang cắt, Trương Dương bất đắc dĩ gọi cho phục vụ, nhân viên sửa chữa đến kiểm tra và nói cho hắn biết, cầu giao tổng bên trong biệt thự bị kéo xuống, suy nghĩ của Trương Đại Quan Nhân lại một lần nữa được chứng thật, Chu Tiếu Ngọc quả nhiên là có dụng tâm kín đáo, tối hôm qua nói là không biết trong biệt thự số 33 này có người ở, tại sao cầu giao tổng của nguồn điện lại bị kéo xuống. Tất cả đều là do cô ta cố ý làm. Trương Dương chuẩn bị đi điều tra một chút về Chu Tiếu Ngọc, chỉ là vừa ra khỏi cửa đã gặp phải từ Quang Thịnh, Trương Dương nói chào chủ nhiệm từ. Từ Quang Thịnh nói, thị trưởng Trương, tôi đến tìm riêng cậu, phía dưới của thị trưởng vương vô cùng đau đớn, muốn mời cậu đến xem. Trương Dương tức giận nói, anh ta muốn, phô, hàng ra nữa hả? Cải của nợ ấy, ai mà muốn xem chứ? Từ quang thịnh cười khổ nói, tối hôm qua hắn đã bôi năm lần tiêu chiêu thiên xong, ngứa thì đã ngừng rồi, mụn hột cũng biến mất, chỉ là ngày hôm nay đã đau rát vô cùng, đau đến nổi làm cho hắn không dám dùng túi nước đá để trường. Trương Dương thiếu chút nữa đã bật cười thành tiếng, nói, được rồi, tôi đi theo nhìn. Từ quang thịnh vội vàng dẫn đường cho Trương Dương, mang hắn đến chỗ của bọn họ, vừa mới vào trong phòng liền ngửi được mùi vị của tiêu chiêu thiên. Sắc mặt của vương quảng chính vàng tái lại nằm một đống trên giường lẩm bẩm gì đó, thấy Trương Dương đến, giống như là thấy được đại cứu tinh, liền tỏ vẻ đáng thương nói, thị trưởng Trương, cuối cùng cậu cũng đến, mau xem giúp tôi với, tôi không chịu nổi. Gã muốn sốc chăn lên để cho Trương Dương nhìn, Trương Dương khoát tay chặn lại, khỏi xem, nói cho tôi nghe một chút là được sưng lên, thật lớn. Trương Dương không cười, nhưng từ quang thịnh lại không nhịn được bật cười. Vẻ mặt đầy ai oán của Vương Quảng Chính nhìn vào từ quang thịnh, trách cứ ông bạn học ngay cả một chút tâm đồng tình cũng không có. Trương Dương nói, vốn tôi cũng không muốn trị liệu giúp anh, ở sau lưng không phải anh đã nói xấu thị phi tôi sao. Vương Quảng Chính đang muốn phủ nhận, chỉ là nhìn thấy ánh mắt uy nghiêm của từ quang thịnh. Gã rất sợ nói không cẩn thận lại đắc tội với Trương Dương, cho nên gật đầu liên tục nói, trương lão đệ thật sự xin lỗi. lúc người khác nói chuyện của cậu, tôi có nói theo vài câu. tôi xin lỗi cậu. bụng tề tướng của cậu có thể chống thuyền ý là lòng dạ rộng lượng ngàn vạn lần đừng chấp nhất thôi. trương dương nói anh đó làm đồng chí lâu năm mà sao không có một chút giác ngộ chính trị vậy? chúng ta học tập tinh thần văn minh là có mục đích gì? anh làm như vậy chẳng phải là đi ngược lại với tôn chỉ của việc học tập sao? vương quảng chính lúc này đã hoàn toàn biến thành một đứa cháu nội không dám phản bác gã rất hối hận sao mình lại trêu chọc vào hỗn thế ma vương này làm gì chỉ là gã cũng rất buồn bực rốt cục là ai đã đem kể ra vậy lúc đó chỉ có gã và vinh trường trí hai người thôi chẳng lẽ là vinh trường trí nghĩ đến đây gã không khỏi có chút căm tức tất cả oán hận đều chuyển lên trên người của vinh trường trí trương dương nói rửa sạch dùng kem đánh răng thoa lên quấn băng lại chịu đựng khoảng 2 giờ là tốt thị trưởng vương, bệnh của anh không liên quan đến tôi. Những lời này của hắn tràn ngập ý giấu đầu lòi đuôi. Trong lòng vương quảng chính nói không liên quan đến cậu mới là lạ, chỉ là những lời này vô luận thế nào hắn cũng không dám nói ra khỏi miệng. Vương quảng chính đứng ở một bên nghe, chuyện này gã cũng hiểu rõ, người sai đích thật là vương quảng chính, nhưng mà thủ đoạn của vị thị trưởng trương này cũng thật tàn nhẫn. Chỉ bởi vì người ta nói xấu sau lưng hai câu mà đã hại cho Vương Quảng Chính chết đi sống lại, thiếu chút nữa phải đem cái mạng vào luôn, Từ Quang Thịnh rất bội phục y thuật của Trương Dương, chỉ là phương pháp chữa bệnh kỳ diệu này, gã Vĩnh Viễn không muốn thấy lại. Chương 415, Cẩm Loan. Lúc Trương Dương rời đi, Vương Quảng Chính thở dài một hơi, nói: "Bây giờ tôi rốt cục đã tin, Trương Dương này đúng là không dễ chọc, thả chọc Diêm Vương, không đụng Trương Dương." Lúc Vương Quảng Chính nói ra những chữ này cũng không ý thức, tám chữ này dần dần được truyền lưu ra ngoài, trở thành nhãn hiệu đặc sắc nhất của Trương Dương. Tâm tư của Trương Dương bây giờ cũng không còn đặt ở Vương Quảng Chính nữa, cho gã nghiêm phạt như vậy là đủ rồi, tin rằng từ nay về sau Vương Quảng Chính sẽ không dám nói lung tung nữa. Trương Dương đang nảy sinh hứng thú rất lớn đối với Chu Tiếu Ngọc, một du học sinh từ bên Úc trở về, đem hôm khuya khoác chạy đến nóc nhà của mình giả thần giả quỷ. Cái này đã khơi dậy lòng tò mò của Trương Đại Quan Nhân, hắn đi đến khu vực quản lý, quản lý ở đây đã rất quen thuộc với Trương Dương, cười nói Trương Tiên Sinh, chẳng hay có thể giúp được gì cho ngài. Đây là yêu cầu chung ở đây, mong rằng khi các cán bộ ở đây thì nhân viên phục vụ không xưng hô quan hàm ra, chủ yếu là người làm quan nhiều quá, chức vụ lớn nhỏ rất nhiều nên dễ lẫn lộn, vì thế cứ dùng tiên sinh là thỏa đáng nhất." Trương Dương nói, "Tôi muốn hỏi một chút, khách ở đây có ai tên là Chu Tiếu Ngọc không?" Quản lý mở máy tính lên tra danh sách cho hắn một chút, rồi nhanh chóng lắc đầu, "Không có người này." Trong lòng Trương Dương ngẩn ra, hắn đang muốn hỏi là có người hoa hộ chiếu Úc ở đây không, thì liền thấy một cô gái trẻ tuổi dáng người hấp dẫn đi ra, chính là Chu Tiếu Ngọc tối qua đã giả ma dọa người. Hôm nay cô mặc bộ váy dám nắng, mái tóc rối tung đã được trải gọn ngàn, da thịt trắng nõn nà, đi đến trước mặt Trương Dương, lấy kính dâm xuống, mỉm cười nói thị trưởng Trương, chúng ta lại gặp mặt. Trương Dương nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô, muốn nhìn ra cái gì đó từ bên trong, nhưng mà hắn liền thất vọng, ánh mắt của Chu Tiếu Ngọc thật sự rất thuần khiết, thuần khiết đến nổi không có tạp chất, Trương Dương bắt tay Chu Tiếu Ngọc, phát hiện ra trên tay của Chu Tiếu Ngọc có một chiếc nhẫn kim cương hình hải tinh rất lớn, Trương Dương nói, nhẫn rất đẹp. Chu Tiếu Ngọc nói, vị hôn phu tặng cho tôi. Trương Dương cười nói, vị hôn phu của cô nhất định có lá gan rất lớn. Chu Tiếu Ngọc cũng rõ ràng ý trong lời nói của Trương Dương, cười thản nhiên, nhẹ giọng nói, chúng ta ra ngoài uống chút gì đi, tôi mời. Trương Dương và Chu Tiếu Ngọc đi đến một quầy nước trên bờ cát, gọi hai ly nước, đi đến tán che nắng ngồi, Chu Tiếu Ngọc mang kính mát, Trương Dương lưu ý, trên mũi của cô có một chút tàn nhang nhợt nhạt, chỉ là làn da của cô hơi trắng, cho nên làm cho đám tàn nhan kia trở nên sinh động rất nhiều. Trương Dương vừa uống nước vừa nói, tối hôm qua cô dám nói dối tôi. Chu Tiếu Ngọc gật đầu, cô bình tĩnh nói, tôi đến biệt thự số 33, hỏi thăm rõ bên trong có người ở hay không, thật ra tôi vốn muốn dọn vào đó, chỉ là đã bị anh giành trước. Trương Dương nói, không phải là tôi giành nó, là người khác không muốn ở, cho nên phân cho tôi. Chu Tiếu Ngọc nói, công tắc nguồn điện là do tôi tắt, thật ra là tôi không muốn hù anh đâu, tôi mặc như vậy là do sợ bị người khác gặp, không ngờ lại gặp phải anh, tôi vốn định hù để đuổi anh đi, nhưng mà lá gan của anh lớn quá, căn bản là không sợ, tôi lại chạy không thoát, đánh thì không thể đánh lại anh trương dương cười nói cô cũng có chút phó công người bình thường không đánh lại cô chu tiếu ngọc nói chỉ là quyền cước bình thường thôi đáng tiếc là trước mặt anh ngay cả cơ hội trở tay cũng không có lúc nói những lời này cô cũng không biết gì về thực lực chân chính của trương dương nếu không thì cô cũng chẳng có bất luận tiếc nuối gì đâu chu tiếu ngọc nói ngày hôm nay tôi đã làm một ít điều tra biết được chuyện của anh trương dương nói cô yên tâm đi chuyện tối hôm qua tôi không nhắc lại cô không cần nhớ trong lòng. Chu Tiếu Ngọc thấp giọng nói, Trương Tiên Sinh, tôi muốn nhờ anh hỗ trợ. Trương Dương nói, hai chúng ta chỉ là tình cờ gặp nhau, vốn không quen biết, cái yêu cầu này hình như cũng quá rột một rồi. Chu Tiếu Ngọc nói, anh là đảng viên, là cán bộ quốc gia, anh có trách nhiệm mở rộng chính nghĩa. Trương Dương cười ha hả nói, cô cần phải làm rõ ràng, đây là tính hải, tôi là phó thị trưởng ở phong trạch, cho dù cô có oan tình gì, thì cũng có thể đi tìm lãnh đạo tính hải, hay là đến gặp lãnh đạo nam tích. Chứ mấy cái này thì tôi không biết. Chu Tiếu Ngọc cắn môi nói, nhưng sự kiện này là một âm mưu thật lớn, liên lụy rất nhiều, nếu như bọn họ biết tôi nắm giữ một số chuyện, chỉ sợ rằng an toàn bản thân của tôi sẽ không được bảo đảm. Trương Dương nao nao, dò hỏi, có liên quan đến chị của cô? Chu Tiếu Ngọc gật đầu, có nhớ tôi nói gì không, trước khi chị tôi chết có gửi cho tôi một bức thư trương dương không nói gì uống nước hắn càng ngày càng có hứng thú với chuyện này chu tiếu ngọc nói lá thư này tôi vẫn giữ lại không có đốt anh có muốn nhìn không trương dương nói không liên quan gì đến tôi cô giao cho bên nam tích đi chu tiếu ngọc lấy ra một bức thư thở dài nói tôi nghe nói anh là một cán bộ tốt không sở cường quyền ủng hộ chính nghĩ bây giờ xem ra cũng không hơn gì không khác gì những quan viên chỉ biết lo giữ mình Trương Dương cười nói, phép khích tướng, vô dụng với tôi thôi. Chu Tiếu Ngọc nói, chị của tôi chết rất oan, chị và Phó Liên Thắng không có bất kỳ quan hệ mờ ám nào cả, lúc chị ấy chết, đã bao chọn biệt thự 33 một thời gian rồi, Phó Liên Thắng chỉ là đến tìm chị tôi cùng ngày thôi. Trương Dương nói, cô nói là kẻ giết chị của cô là một người khác. Chu Tiếu Ngọc nói, lúc kiểm tra hộp thư tôi phát hiện ra, trước khi chị tôi chết một tuần đã gửi cho tôi một bức thư, chị ấy nói có việc, hơn nữa. Chu Tiếu Ngọc muốn nói lại thôi. Trương Đại Quan Nhân đã không nhịn được sự tò mò trong lòng mình, hơn nữa cái gì? Chu Tiếu Ngọc nói, đừng nói nữa, nếu anh tham gia vào chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của anh. Trương Dương nói, nói, tôi không sợ. Chu Tiếu Ngọc mở túi ra, lấy ra một tấm ảnh đưa cho Trương Dương, Trương Dương cầm lấy tấm ảnh, trong ảnh là một người đàn bà phong thái hấp dẫn cùng với một người đàn ông trung niên người đàn ông kia khoảng chừng 40 tuổi dáng người cao lớn chính khí nghiêm nghị trương dương hỏi ai chu tiếu ngọc nói một người là chị của tôi người kia là thường ủy của nam tích bí thư ủy ban pháp chính bí thư đảng ủy cục công an cục trưởng cục công an đường hưng sinh trương dương hít sâu vào một hơi lạnh ta sao a à còng thăng trước dài vậy chu tiếu ngọc nhìn trương dương xuyên qua kính mát thế nào anh sợ trương dương nói tôi sẽ sợ à cô nói rằng đường hương sinh và chị của cô có quan hệ tình nhân chu tiếu ngọc hơi cúi đầu trầm tư một hồi rồi mới nói chị của tôi là tình nhân của rất nhiều người không chỉ có một mình đường hương sinh nhưng mà chị ấy thích đường hương sinh nhất chị ấy gửi cho tôi tấm ảnh này trong thư còn nói là chán ghét cuộc sống trong nước muốn di dân muốn đến úc để tìm tôi nói đến đây vành mắt của chu tiếu ngọc đỏ lên cô lấy kính dâm xuống móc khăn tay ra lau nước mắt nếu như nếu như tôi không phải đi khảo sát ngoài hải đảo, nếu như tôi có thể nhận được bức thư này sớm một chút thì chị của tôi có thể không phải chết. Trương Dương an ủi cô, đừng tự trách mình, tất cả đã sớm có dự định rồi, cô hoài nghi Đường Hưng Sinh có liên quan đến cái chết của chị cô. Chu Tiếu Ngọc nói, tôi không rõ ràng lắm, nhưng mà nếu chị của tôi đã có quan hệ với Đường Hưng Sinh rồi thì làm sao có quan hệ với Phó Liên Thắng chứ? trương dương không hề có bất kỳ hứng thú nào với sinh hoạt cá nhân của chu tiếu nguyệt hắn nhắc nhở chu tiếu ngọc chỉ dựa vào hai chữ hoài nghi thì không thể nói lên bất luận vấn đề gì muốn điều tra rõ nguyên nhân cái chết của chị cô thì nhất định phải có chứng cứ cô thấy chị của cô có oan tình muốn giải oan cho chị thì cô phải có đủ bằng chứng chính xác hiểu chưa chu tiếu ngọc nói bây giờ anh hiểu vì sao tôi tìm đến na rồi chứ trương dương nói cô coi tôi là bao công hả Chu Tiếu Ngọc nói, "Có thể giải oan cho chị của tôi, tôi tin tưởng anh có năng lực." Trương Dương nói, "Đây là một cái hồ rất sâu, cho dù tôi có đi vào thì cũng bị cá lớn nuốt, không thì cũng lầy lội đầy chân, tôi được cái gì?" Chu Tiếu Ngọc hiểu lầm ý của Trương Dương, cô cắn cắn môi, một hồi sau, giống như là vất vả quyết định, nói, "Chỉ cần anh giải oan thay cho chị của tôi, anh kêu tôi làm cái gì?" "Cũng có thể." Lúc nói ra mấy chữ này, mặt của cô hiện ra hai vết đỏ ửng trương đại quan nhân hơi bị chán nản chu tiếu ngọc đã coi hắn thành cái loại gì trương dương nói chu tiểu thư à cô đừng coi cán bộ đảng viên chúng tôi là thấp kém sâu mọt và cặn bã chỉ là một phần nhỏ mà thôi chu tiếu ngọc nói thứ cho tôi nói thẳng tôi không có bất luận lòng tin nào với quan trường trung quốc cả nếu không tôi đã sớm cầm chứng cứ đến tòa thị chính của nam tích để giống chống kêu oan rồi trương dương nói cô có chứng cứ chu tiếu ngọc nói có chút đầu mối chỉ là bây giờ tôi chưa hoàn toàn tin tưởng anh. Trương Dương đứng dậy nói, cô tin hay không là tùy cô, trở về tôi còn phải nghe bài giảng nữa, đi trước đây. Chu Tiếu Ngọc nhìn bóng lưng của Trương Dương, lắc đầu, đôi mắt đẹp nhìn về biển rộng xanh thẳm nơi xa, nhỏ giọng lầm bẩm chị, chị yên tâm, em nhất định sẽ làm cho tất cả kẻ hại chị phải trả giá lớn. Tuy rằng Trương Dương là một người có lòng hiếu kỳ rất mạnh, chỉ là bây giờ hắn không phải là thằng tóc xanh vừa mới đặt chân vào quan trường, cũng đã hiểu rõ quy tắc của quan trường, cái này cũng không có nghĩa là hắn học được cách khéo đưa đẩy, học được cách bo bo giữ mình, mà là Trương Dương bắt đầu có được trí tuệ chính trị của mình, nếu chỉ dựa vào dũng khí và hai nắm đấm thì chẳng thể nào giải quyết được vấn đề cả, hắn cần phải tìm kiếm cách giải quyết có điều kiện tốt nhất, sau lưng mỗi một quan viên đều có một mạng lưới cả. Đường Hưng Sinh có thể ngồi đến vị trí đó khẳng định là có đường thông lên đến Bắc Kinh, mà Chu Tiếu Ngọc chỉ là một công dân bình thường, lúc trước là công dân Trung Hoa, bây giờ đã là công dân ngoại quốc, nói thế nào cũng chỉ là một công dân, giống như một dân nữ bình thường thời đại tùy vậy. Dân nữ kiện quan, loại vụ án kiểu này thì Trương Dương đã thấy nhiều, nhưng mà chân chính đánh thắng quan lớn thì có mấy người. Huống chi bây giờ cũng không có bất luận chứng cứ gì cho thấy là bí thư ủy ban pháp chính Nam Thích Đường Hưng Sinh là một tham quan, tư tình của gã ta và Chu Tiếu Nguyệt tối đa cũng chỉ là vấn đề tác phong, nếu như mình vì Chu Tiếu Ngọc mà đứng ra, Khẳng định sẽ gây ra một trận sóng gió tại quan trường Nam Tích, mình đến đây để giải sầu, chứ không phải là đến để gây chuyện." Trương Dương nhanh chóng đưa ra quyết định, đối với chuyện này thì áp dụng xử lý lạnh, trước khi có được bằng chứng chính xác, mình sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Bởi vì ngày hôm nay là cuối tuần, cho nên mọi người sau khi đi học cái lớp học tập qua băng ghi hình xong đều trở về nhà, Trương Dương không dự định trở về, hắn và Tần Thanh đã hẹn nhau đến thôn Cẩm Loan ở thành Tây Nam Tích để du ngoạn sau khi ăn xong bữa trưa, trở về chỗ ở thu dọn một chút, chuẩn bị xuất phát. Lúc này Chu Tiếu Ngọc lại đột nhiên đến thăm, lần này cô không mang kính mát, đi vào trong phòng khách, liền nói thẳng vào vấn đề tôi có chứng cứ. Trương Dương nói, tôi sắp ra ngoài rồi, nếu như cô thật sự có chứng cứ, chờ buổi chiều ngày mai trở về rồi tính. Chu Tiếu Ngọc nói, anh thật sự không có hứng thú. Trương Dương nói, tôi thật sự có việc gấp, như vậy đi, tôi cho cô số điện thoại của tôi, nếu như cô nhớ được chuyện gì quan trọng thì gọi điện cho tôi chu tiếu ngọc lấy số điện thoại của hắn nhẹ giọng nói được rồi anh đi làm việc đi dù sao thì tôi cũng không vội rời khỏi tĩnh hải không ảnh hưởng đến tâm tình của anh cô lại căn dặn chuyện tôi nói với anh ngàn vạn lần đừng để cho người khác biết trương dương cười nói cô cứ yên tâm tôi sẽ giữ bí mật cho cô chu tiếu ngọc nói tên tôi đăng ký ở chỗ này là tên tiếng anh z giản đạt chu tiếu ngọc gật đầu giúp tôi giữ bí mật này ngàn vạn lần không để lộ ra trương dương và chu tiếu ngọc cùng nhau rời biệt thự hắn ném hành ly lên trên xe thì thấy vương quảng chính và tử quang thịnh cùng nhau đi từ hướng nhà hàng đến vương quảng chính hiển nhiên là đã khôi phục lại bình thường nhìn thấy trương dương liền nhiệt tình nói thị trưởng trương cậu muốn ra ngoài à chu tiếu ngọc thì vòng đường khác mà đi vương quảng chính nhìn về hướng của chu tiếu ngọc một chút trong lòng miên man bất định chỉ là ngoài miệng lại không dám nói bậy, bài học lần trước đã khắc quá sâu rồi. Trương Dương cười nói, đúng vậy, chuẩn bị đến Tĩnh Hải dạo chơi. Từ Quang Thịnh nói, đến Cẩm Loan đi, nơi ấy là một trong những chỗ đẹp nhất Tĩnh Hải. Trương Dương nói, có nghe nói, chưa đi qua. Từ Quang Thịnh nói, Cẩm Loan nằm giữa Nam Tích và Lam Sơn, là một thôn cổ, bảo vệ môi trường tự nhiên khá tốt, hay là vậy đi, đúng lúc tôi cũng trở về Nam Tích cậu cho tôi đi nhờ xe, tôi chỉ đường cho cậu. Trương Dương cười ha hả nói, chủ nhiệm từ đúng là đã tính trước. Từ Quang Thịnh mỉm cười nói, nếu như cậu muốn, tôi còn có thể làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho cậu, đến Nam thích mời tôi ăn là được. Trương Dương nói, không cần khách khí như vậy, tôi chở anh về là được. Vương Quảng Chính đứng bên cạnh nói, Trương Lão Đệ, tôi đã nói qua với bên khách sạn rồi, chờ cậu trở về sẽ đổi phòng cho cậu. Trương Dương lắc đầu nói: "Không cần đâu, đổi qua đổi lại phiền phức lắm, tôi ở cũng quen rồi, căn biệt thự số 33 này có vị trí tốt nhất, phòng lại lớn, thanh tịnh, còn có sân thượng đẹp như vậy, đốt hết đèn cũng không tìm ra một chỗ như vậy, anh chỉ cần nói với bọn họ, đừng để cho những người khác đến quấy rối tôi là được." Vương Quảng Chính nghe hắn nói như vậy, cũng đành thôi. Thật ra bên phía khách sạn cũng đang ước gì chỗ ấy có người ở, chỉ cần có người ở, nhân khí sẽ thịnh lên vụ án mạng mà khách đến ở nói tùm lum cả, bây giờ thì sao, thị trường trương ở đấy thôi, có thấy người ta bị cái gì đâu nào. Vốn dĩ Vương Quảng Chính muốn đích thân đưa ông bạn học trở về Nam Tích, nếu Trương Dương đã nguyện ý đưa tiến, thì gã cũng đỡ phải tốn công một phen, Vương Quảng Chính tiến từ Quang Thịnh lên xe, không quên nói với Trương Dương, Trương Lão Đệ, chờ cuối tuần cậu trở về, hai chúng ta ngồi cùng nhau tâm sự nhé. Trương Dương cười cười đáp ứng, có nhiều khi không đánh không kết giao được, Vương Quảng Chính vốn không phải là đại gian đại ác, biết sai có thể sửa, như vậy thì còn gì bằng. Bất luận là ai lên chiếc xe tải ra của Trương Dương cũng đều cảm thấy cái phối trí bên trong vô cùng kinh ngạc từ Quang Thịnh cũng không ngoại lệ, xe như vậy là lần đầu tiên gã thấy. Từ Quang Thịnh thẳng thắn nói, chiếc xe này cũng thật là thú vị. Trương Dương cười nói, là một người bạn làm dùm. Từ Quang Thịnh nói, người làm cái này tuyệt đối là một cao thủ. Trong lòng Trương Dương thầm nghĩ, Người phụ trách cải sửa chữa xe cho quốc an khẳng định cũng là cao thủ hạng nhất trong nước, có thể đi vào bên quốc an làm thì ai không phải là nhân vật nổi tiếng chứ? Nghĩ như vậy, trương đại quan nhân cũng không nhịn được chút đắc ý, mình đúng là một nhân tài kiệt xuất trong quốc an không thể nghi ngờ nữa rồi. Từ quang thịnh cảm thấy vô cùng hứng thú về trương dương, gã cảm thấy trên người của trương dương có nhiều màu sắc thần bí, tuổi còn trẻ như vậy mà đã có bản lĩnh nhiều đến khó tin, người như vậy gã chưa từng thấy qua bao giờ cả hành trình đến tĩnh hải lần này đã chứng thực thêm lời nói của đại ca từ quang nhiên rồi trương dương nói thân thể của bí thư từ gần đây thế nào bệnh phong thấp còn tái phát không từ quang thịnh cười nói hoàn toàn khỏi rồi thị trưởng trương y thuật của cậu đúng là không tầm thường tôi cầm đơn thuốc mà cậu kê cho đại ca của tôi đi hỏi qua rất nhiều chuyên gia tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin trương dương nói phương thuốc tổ truyền thôi tổ tiên của tôi có người làm thầy thuốc lưu lại một quyển sách bên trong có nhiều phương pháp trị liệu các chứng nan y, lúc tôi theo vệ giáo thì đã bắt đầu nghiên cứu, đáng tiếc là thiên tư của tôi ngu dốt, đến bây giờ cũng không có nhiều tiến bộ, cảm thấy trong y học không có tiền đồ, cho nên mới bỏ y tổng sĩ. Từ Quang Thịnh nói, thị trưởng Trương thật khiêm tốn. Trương Dương nói, không phải là khiêm tốn, mà là sự thật, đến bây giờ tôi cũng đâu có giấy phép hành nghề y đâu, giúp đại ca của anh xem bệnh, chỉ là bốc thuốc đại mà thôi, sau này anh ngàn vạn lần đừng đề cử tôi. Từ quang thịnh bị Trương Dương chọc cho bật cười, gã chân thành mời nói, có thời gian đến Nam Tích, tôi thay mặt cho đại ca mời cậu. Trương Dương cười nói, Nam Tích tôi sẽ đến, dù sao thì cũng phải ở lại tĩnh Hải hơn 10 ngày mà. Từ quang thịnh nói tốt, cậu đến Nam Tích, tôi sẽ làm chủ đại khách. Xe ô tô tiến nhập vào khu vực thành thị của Nam Tích, từ Quang Thịnh ở tại vườn Mân Côi ở phía Nam, Trương Dương chạy xe thẳng đến trước cửa lớn của nhà gã, từ Quang Thịnh nói, con đường này vẫn đang được làm lại, cứ cách 15 cây số lại có một bảng chỉ đường hướng dẫn, cậu cứ đi theo chỉ dẫn đến phía nam, lái xe thẳng một đường là có thể đến Cẩm Loan. Đường đến Cẩm Loan cũng rất dễ đi, bởi vì đây là một trong những khu du lịch trọng điểm của Nam Tích, cho nên dọc đường đi có không ít xe cộ. Trương Dương dựa theo lời chỉ dẫn của Từ Quang Thịnh mà đi, lúc đến bãi giữ bên ngoài Cẩm Loan, thấy được có rất nhiều xe từ các thành phố khác đến, hắn dừng xe lại, gọi điện cho Tần Thanh một cú. Tần Thanh vẫn còn chưa đi, kêu hắn đến thư viện phụ minh chờ, phòng cũng đã đặt trước rồi, lấy tên của Trương Dương để đặt. Thôn Cẩm Loan không cho phép bất kỳ xe cộ nào ra vào, Trương Dương mua vé vào cổng 50 đồng ngay ngoài cửa, sau đó theo du khách đi vào Cẩm Loan, đầu tiên là nhìn thấy hai cây cổ thụ to lớn, lá xanh to như cái vung, che hết cả bầu trời, đi thêm một chút nữa thì thấy có một con sông nhỏ, uống đi vào Cẩm Loan, thì phải băng qua con sông này, cứ mỗi một khoảng cách lại có một chiếc cầu hình vòm, bởi vì xây dựng đã lâu, cho nên trên cầu nhỏ có đầy rêu xanh, tràn ngập dấu tích của năm tháng. Đứng trên cầu, đưa mắt ra nhìn, một cảnh thôn xóm ngói xanh tường trắng đập vào mắt, cả thôn đang được bao phủ trong sương chiều tím nhạt, tràn ngập màu sắc của thần bí, phía xa sông nhỏ có cầu vòng năm màu, nước sông trong suốt, cá bên dưới có thể đếm được rõ ràng. Trương Dương đi đến thôn, chỉ cảm thấy không khí trong lành, cảnh sắc xinh đẹp, tươi mát thoải mái không thể hình dung được. Thư viện Phụ Minh nằm ở phía đông nam thôn Cẩm Loan, đường đi đến thư viện được lót đá sỏi. Cái thư viện này cũng giống như phần lớn kiến trúc tại Cẩm Loan, đều được sửa để sử dụng làm ăn. Thư viện Phụ Minh được xây từ thời Minh, sau đó quân thanh nhập quan, liền trở thành nơi hội tụ của các trung thần nghĩa sĩ. Cuối cùng bị quân thanh bao vây, tàn sát tất cả mọi người trong thư viện Phụ Minh, sau đó đốt sạch cả thư viện luôn, cho đến khi Hoàng đế Cản Long đăng cơ, đi đến phía Nam Trường Giang nghe được chuyện này. Ngư bút phê chuẩn trùng tu thư viện Phụ Minh, nhưng mà Phụ Minh sửa lại thành phụ dân, cái danh sưng này kéo dài đến thời thanh, mãn thanh diệt phong rồi, thư viện một lần nữa đổi lại thành Phụ Minh, chỉ tiếc là không thể khôi phục lại cảnh tượng phồn vinh. Mãi cho đến thời kỳ cải cách, thư viện lại chịu phải hảo kiếp, bị hồng vệ binh tuyển chọn làm mục tiêu phá cũ xây mới đầu tiên, làm cho thư viện tổn hại nghiêm trọng, sau đó thôn dân làm lại chỗ ở, rồi cho đến thập niên 90, khi cầm loan khai phá thành khu du lịch chính phủ Nam Tích mới bỏ vốn trùng tu lại Thư viện Phụ Minh. Thật ra thì chỉ là trùng tu vẻ bề ngoài thôi, Thư viện Phụ Minh bây giờ đã trở thành một khách sạn hiện đại hóa rồi, xếp theo tiêu chuẩn cũng được đến 4 sao. Trương Dương đi đến chỗ quầy phục vụ đem tên và chứng minh nhân dân của mình đưa ra, một nữ phục vụ xinh đẹp như hoa dẫn hắn đến trước cửa phòng. Đây là một trong những căn phòng tốt nhất của Thư viện Phụ Minh, căn phòng hơn 30 mét vuông, chia làm phòng ngủ và phòng khách, bên trong phòng tràn đầy vẻ cổ kích, mở cửa sổ ra có thể thấy được cái nơi làm cho Cẩm Loan dương danh Cẩm Loan. Lúc này mặt trời đã về chiều, nước sông Cẩm Loan bị chiếu đỏ rực lên, Trương Dương bỗng nhiên nhớ đến một điển cố trên đường, có người nói khi quân thanh bao vây tiêu trừ thư viện Phụ Minh, đã giết chết một thư sinh tay không tất sắt, máu tươi nhuộm đỏ cả Cẩm Loan, hắn đột nhiên liên tưởng đến biệt thự số 33, so ra mà nói thì sát khí của thư viện Phụ Minh nặng hơn một ít. Ở đây không biết còn cất giấu bao nhiêu oan hồn. Bảy giờ tối Tần Thanh mới đến Thư viện Phụ Minh, cô mặc một cái áo thun bình thường, quần jean, mang một cái nón lưỡi chai màu hồng, đeo kính đen, một ít ngụy trang thì vẫn cần thiết. Tần Thanh vừa mới vào trong phòng liền bị Trương Dương ôm lấy, cô ôm lấy cái cổ của Trương Dương, nói trời nóng như vậy, em làm gì thế? Trương Dương nói, bởi vì nóng quá, cho nên muốn giải nhiệt. Tần Thanh đưa tay đánh nhẹ lên trước ngực hắn một cái, đừng hồ đồ, buổi trưa chị chưa có ăn gì hết, chúng ta đi ăn đi lúc này trương dương mới buông cô ra hôn nhẹ lên mặt ngọc của cô một cái em nói chị thanh này nói biết bao nhiêu lần rồi làm việc không cần phải liều mạng như vậy làm suy sụp thân thể thì em đau lòng lắm đó tần thanh tựa đầu lên trên vai của hắn nhỏ giọng nói chính là muốn em đau lòng chị lúc chỉ có hai người đơn độc ở chung thì tần thanh mới có thể lấy khuôn mặt nữ cường nhân của mình xuống hiện ra vẻ ôn nhu nữ tính như chim nhỏ nép mình hai người thoáng chuẩn bị một chút rời khỏi thư viện phụ minh đi dọc theo con đường nhỏ đến cẩm loan khu buôn bán của cẩm loan tập trung trên hai bờ sông cẩm loan trình độ của khách du lịch nam tích phát triển rất cao khách du lịch phát triển xúc tiến thương nghiệp phồn vinh đồng thời cũng làm suy yếu bầu không khí nhân văn của cái thôn cổ này hai bên cẩm loan đều có thể nghe thấy những tiếng ăn uống linh đình tiếng hoan hô cười đùa tần thanh không thích nhiều người cái này không chỉ là bởi vì sợ có người nhận ra mình mà còn có liên quan đến tính cách của cô nữa Trương Dương cũng không thích nhiều người, bởi vì hắn muốn Tần Thanh hưởng thụ thời gian ở trung hiếm có này. Hai người đi đến một quán cơm ở phía Bắc Cẩm Loan mà ngồi xuống, gọi vài đặc sản của Cẩm Loan ra, ngồi bên cạnh sông Cẩm Loan, thỉnh thoảng có vài chiếc thuyền nhỏ đi ngang qua, nhìn thấy đèn đỏ đốt lên từ chiếc lồng đèn, cuối cùng cũng cảm thụ được bầu không khí đã được tẩy đi vẻ lè loẹt của thành thị. Tần Thanh cầm ly rượu lên nói, "Cụng ly, vì lần đầu tiên của chúng ta ở Cẩm Loan. Trương Dương cười tủm tỉm nói, lần đầu tiên là ở cốc xuân hy núi thanh thai các khối đá ở đó có thể làm chứng một câu nói đã làm cho phó thị trưởng tần đỏ mặt xấu hổ tần thanh nói hứ em luôn thích chọc ghẹo chị trương dương đưa tay qua cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô nhẹ giọng nói ở một chỗ với chị lúc nào cũng mới mẻ cả sao chị nghe mà thấy giống lời thoại truyền hình quá vậy tần thanh không nhịn được cười nhưng mà trong lòng lại thấy ấm áp trương dương nói nói thật tình tuyệt đối là thương hiệu của em. Hai người cũng ly, lúc này ngoài xa có chuyển đến một bài tình ca khá nổi tiếng thời bấy giờ. Nếu có một ngày, thời gian thay đổi, năm tháng làm mờ mặt thanh xuân, anh còn có thể, ở bên cạnh em, cùng em vượt qua đêm dài, nếu có một ngày, mọi người đều rời xa, khi biển cả đã thành ruộng dâu, anh có thể còn, còn bên cạnh em, ngày hôm qua đã qua, mỗi ngày một yêu say đắm, mỗi đêm một thêm thương nhớ, chúng ta không cần những lời tin tưởng giả dối không cần mật ngọt trên đầu môi. Tần thanh thâm tình nhìn hai mắt của Trương Dương, chìm đắm trong ánh mắt của hắn. Cẩm loan rộn rã tiếng hồn rốt cục đã chịu yên ắng khi trời đêm, tất cả trở về với yên tĩnh và tự nhiên, tần thanh mệt mỏi tựa vào ngực của Trương Dương. Trương đại quan nhân nhẹ nhàng vuốt ve thân thể mềm mại của cô, thấp giọng khen, miệng của phó thị trường tần càng lúc càng tốt. Tần thanh đỏ mặt cắn nhẹ lên lỗ tai của hắn một cái, nhỏ giọng mắng, vô liêm sỉ, Trương Dương cầm lấy tách trà đã nguội trên đầu giường muốn uống, bị Tần Thanh ngăn lại, Tần Thanh nói, uống trà nguội không tốt cho thân thể, để chị pha cho em một tách khác. Cô đứng lên dùng khăn tắm bao lấy thân thể hoàn mỹ của mình lại, chỉ là đôi chân xinh đẹp kia thì không cách nào che giấu được. Tần Thanh pha trà đưa cho Trương Dương, sau đó ngồi xuống bên cạnh Trương Dương, một lần nữa tựa vào lòng ngực của hắn. Trương Dương nói, chị đoán xem hai ngày nay em gặp phải ai? Tần Thanh nói, phó thị trưởng Trương giao du khắp thiên hạ, em không phải ai cũng không kỳ quái. Trương Dương nói, nghe nói biệt thự số 33 có ma, tối hôm qua có một nữ quỷ chạy đến mái nhà của em. Tần Thanh cho rằng hắn nói giỡn, nhẹ giọng nói, trên đời này làm gì có nữ quỷ. Trương Dương nói có, thật mà, hơn nữa còn bị em bắt được, kết quả lại chính là em gái của Chu Tiếu Nguyệt, Chu Tiếu Ngọc. Tần Thanh ngạc nhiên kêu A lên một tiếng tràn ngập mê hoặc hỏi, em gái của Chu Tiếu Nguyệt vì sao lại giả thần giả quỷ. Lúc này Trương Dương mới đem đầu đuôi câu chuyện kể ra lại một lần. Tần Thanh hơi nhíu mi lại, nhẹ giọng nói, Chu Tiếu Ngọc hiển nhiên là có ý định tiếp cận em, cô ta cảm thấy rằng em có thể giải oan cho chị gái của cô ta. Trương Dương gật dầu nói, em cũng nghĩ như vậy. Tần Thanh nói, bí thư ủy ban pháp chính Nam Tích Đường Hưng Sinh có thành tích tương đối nổi bật, người này làm quan từ trước đến giờ cũng không tệ lắm, em là phó thị trưởng của phong trạch, cần phải suy nghĩ rõ ràng, rốt cuộc là có nên đứng ra tranh đấu hay không. Trương Dương nói, em cũng không muốn chọc vào phiền phức, nhưng mà chỉ thử nghĩ xem, nếu như Chu Tiếu Ngọc này lấy ra được chứng cứ, vậy rốt cuộc thì em có nên giúp cô ta hay không? Tần Thanh nói, tính cách của em đã nói cho chị biết đáp án rồi, cho dù chị nói không giúp, thì em nhất định cũng không kiềm chế được lòng hiếu kỳ của mình, càng không khống chế được tinh thần trượng nghĩa trong lòng trương dương ôm vai của tần thanh nói cũng chỉ có chị hiểu em vừa dứt lời điện thoại của hắn liền vang lên trương dương cầm lấy điện thoại là do chu tiếu ngọc gọi đến quả nhiên là vừa nhắc tào tháo tào tháo liền đến giọng nói của chu tiếu ngọc có vẻ khẩn trương thị trưởng trương tôi tìm được một ít chứng cứ trương dương nói chứng cứ gì trong điện thoại nói không tiện anh có thể mau chóng trở về được không trương dương thật sự là dở khóc dở cười mình chọc vào cái cục phiền phức này hồi nào. Chu Tiếu Ngọc tự nhiên lại mò đến tìm mình. Trương Dương nói, chuyện của tôi còn chưa xong. Tần Thanh nắm lấy cổ tay, gật đầu với hắn. Trương Dương cũng hiểu rõ ám chỉ của Tần Thanh, thở dài nói, như vậy đi, buổi sáng ngày mai tôi sẽ trở về Tĩnh Hải. Chu Tiếu Ngọc nói, sáng ngày mai tôi sẽ gọi cho anh. Nói xong cô liền cúp điện thoại. Trương Dương nói, chuyến du lịch đang yên đang lành bị cô ta phá mất tiêu. Tần Thanh mỉm cười nói, buổi trưa ngày mai chị cũng muốn quay về Lam Sơn, gần đây Lam Sơn đang tiến hành cải tạo thành phố vệ sinh, công việc rất nhiều, cần phải làm tăng ca. Trương Dương nhìn Tần Thanh bằng cặp mặt yêu thương, nhéo nhéo mặt ngọc của cô, cười nói, bảo bối à, kiềm chế một chút, đừng có làm quá mệt mỏi. Trong đôi mắt đẹp của Tần Thanh hàm chứa đủ xuân tình, trên đời này chỉ có em mới có thể làm cho chị mệt. Chu Tiếu Ngọc nói được làm được, 7 giờ sáng ngày hôm sau liền gọi điện thoại đến, làm cho nguyện vọng muốn ngủ thêm một chút của Trương Dương bị phá hủy. Trương đại quan nhân đang nổi nóng nổi vài câu, thì lại nghe Chu Tiếu Ngọc nói, thị trưởng Trương, hình như có người theo dõi tôi, tôi hoài nghi bọn họ muốn hại tôi. Trương Dương nói, cô có phải là mặc bệnh vọng tưởng bị hại không? Quốc gia chúng ta yên ổn đoàn kết, làm gì có người muốn hại cô? Thật mà, tối hôm qua có người lẻn vào phòng của tôi, bị tiếng kêu của tôi làm hoảng sợ, tôi không dám tiếp tục ở nữa, bây giờ đã dọn ra, mỗi khi ra khỏi cửa là có người theo dõi tôi, tôi đã đổ vài chiếc xe mới có thể thoát khỏi theo dõi. Trương Dương nghe cô ta nói như vậy, cũng ý thức được vấn đề đúng là nghiêm trọng, bây giờ cô đang ở đâu? Tôi đi đón cô. Chu Tiếu Ngọc nói, tôi đang ở trên ô tô, 8 giờ 30 là đến trạm vận chuyển hành khách của Nam Thích. Trương Dương nhìn thời gian một chút, nói tốt, 8 giờ 30 tôi đến cửa ra của trạm vận chuyển hành khách chờ cô. Tần Thanh đã dậy từ rất sớm, vừa mới tắm rửa xong khuôn mặt thanh tú như sen nở rộ xuất hiện ngay trước mặt trương dương vừa xoa mái tóc ướt sũng vừa nói thế nào phải đi à trương dương gật đầu nói cô ta nói bị người ta theo dõi xem ra thật sự là gặp phải phiền phức rồi tần thanh nói đi nhanh thôi chị ăn điểm tâm xong cũng đi trương dương gật đầu nói được rồi dù sao thì hai ngày nữa chúng ta cũng gặp mặt tần thanh đi đến hôn lên mặt của hắn một cái tay của Trương Dương tranh thủ cơ hội đưa lên trước ngực của cô sờ soạt, Tần Thanh hét lên một tiếng, vung tay muốn đánh hắn một cái, chỉ là thằng nhãi này đã nhanh chóng tránh né, trốn vào trong toilet. 8 giờ 30, Trương Dương xuất hiện ngay cửa ra của trạm vận chuyển hành khách đúng giờ, hắn cầm một hộp cơm trong tay vừa ăn vừa nhìn, cặp mắt chăm chú quan sát vào lối ra của trạm vận chuyển, rốt cục thì thân ảnh của Chu Tiếu Ngọc cũng xuất hiện bên ngoài cửa ra, Trương Dương phất tay với cô, Chu Tiếu Ngọc cảnh giác nhìn trái nhìn phải một chút lúc này mới bước nhanh về phía của Trương Dương. Chu Tiếu Ngọc bước vài bước, sắc mặt đột nhiên thay đổi, cô thấy có hai gã đàn ông trung niên đang vọt đến hướng mình. Chu Tiếu Ngọc liều mạng chạy về hướng Trương Dương, Trương Dương thấy hai gã kia đi nhanh về hướng Chu Tiếu Ngọc để đón, chỉ là khoảng cách của hắn và Trương Dương cũng khá xa, hai gã đàn ông kia đã bắt lấy Chu Tiếu Ngọc trước khi hắn đến, kéo tay của Chu Tiếu Ngọc lại. Trương Dương cũng xuất hiện trước mặt bọn họ, giận dữ hết, làm gì vậy? các người vì sao lại bắt người. Một gã trong đó cầm cái thẻ công an lên dơ trước mặt của Trương Dương, chúng tôi là công an, cậu tốt nhất là đừng cản trở công vụ, vừa nãy trên xe, chúng tôi đã theo dõi cô ta rất lâu, một gã đoạt lấy túi của Chu Tiếu Ngọc, lấy ra một cái bóp tiền, lạnh lùng nói tuổi còn trẻ học gì không học, lại đi học trộm đồ. Lúc này một người phụ nữ béo hét lên trói tai, túi tiền của tôi, túi tiền của tôi. Người này cầm lấy cái bóp tiền đi đến trước mặt bà ta, nói cô xem đây có phải là túi tiền của cô không người phụ nữ béo gật đầu nhìn nhìn một chút người công an mặc thường phục kia đem cái bóp tiền trả lại cho bà ta hai hàng lông mày của người phụ nữ béo này dựng lên chỉ vào chu tiếu ngọc mắng tiểu tiện nhân dám trộm đồ của tao tao rạch nát ra mặt của mày bà ta muốn xông lại nhưng đã bị người công an kia ngăn cản đôi mắt của chu tiếu ngọc đã đầy nước nhìn về hướng trương dương xin giúp đỡ tôi không có trộm đồ trương dương tin tưởng không cần thân phận của Chu Tiếu Ngọc, chỉ cần là bóp tiền trong túi của cô ta thôi cũng đã có mấy chục ngàn rồi, cô ta từ bên Úc xa xôi đến đây, không có khả năng chỉ vì trộm đồ. Hai gã công an thường phục một tên nắm lấy tay của Chu Tiếu Ngọc, một tên nói có trộm đồ hay không, theo chúng tôi về cục rồi tính. Chu Tiếu Ngọc nói, tôi là người hoa ngoại tịch, các người không thể đối đãi với tôi như vậy. Một gã công an thường phục lạnh lùng nói, đây là lãnh thổ của Trung Hoa, bất luận kẻ nào phạm pháp đều bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc, một câu nói đầy chính nghĩa đã làm cho xung quanh vang lên không ít âm thanh ủng hộ. Chu Tiếu Ngọc nhìn Trương Dương, nói ra một câu không tiếng, cứu tôi. Trương Đại Quan Nhân đã hiểu được ý của cô từ hình dáng phát âm của miệng cô, chỉ là trong lòng Trương Dương đang đấu tranh kịch liệt, nếu như lúc này mà ra tay giúp đỡ, thì chính là công khai chống đối công an, Chu Tiếu Ngọc chỉ nói rằng có chứng cứ thôi, cái này cũng chưa được chứng thực. Đúng lúc này, Chu Tiếu Ngọc bỗng nhiên dùng một cước giẫm mạnh lên chân người công an đang nắm lấy tay của mình, sau đó dùng ót đánh vào mũi của tên này, người công an còn lại còn chưa kịp có phản ứng thì đã bị Chu Tiếu Ngọc đá một cước trúng phần dưới. Trương Dương đứng một bên nhìn thấy liền tươi cười rạng rỡ, cũng may là mình không ra tay, quyền đạo của Chu Tiếu Ngọc đúng là không thể đùa được, nhưng mà hai công an này đúng là cũng phế thật, chẳng làm được gì cả. Chu Tiếu Ngọc liều lĩnh chạy về hướng đối diện, tên công an bị đụng chảy máu mũi kia tự nhiên móc súng ra, Trương Dương nhanh tay lẹ mắt, trước kia tên công an này kịp nổ súng, đã chụp lấy cổ tay của hắn ta. Đoàn, đạn bay lên không chung, và hiện trường nhất thời hỗn loạn thành đàn, các lữ khách đi từ lối ra bắt đầu hét chói tai và chạy tán loạn. Chu Tiếu Ngọc chạy đến giữa đường lớn, một chiếc Santana màu xanh lam có rẻm che đang chạy nhanh đến hướng của cô, Chu Tiếu Ngọc nhảy cao lên không, lướt qua phần trước của chiếc xe, tránh thoát một cú đâm chí mạng, và chạy nhanh vào con đường đối diện. Trương Dương cũng thừa dịp hỗn loạn mà rời khỏi hiện trường. Chu Tiếu Ngọc hoảng loạn chạy không chọn đường chui vào trong một hẻm nhỏ, rốt cuộc cũng đã ra đến đường lớn, Trương Dương lái xe của hắn xuất hiện đúng lúc ngay trước mặt của Chu Tiếu Ngọc, mở cửa xe nói, "Lên xe." Chu Tiếu Ngọc nhảy vào trong xe không chút do dự, Trương Dương lái xe nhập vào trong dòng xe cộ trên đường đi. Xác định là không ai theo dõi, Chu Tiếu Ngọc mới thở dốc vài hơi kịch liệt móc khăn tay ra lau mồ hôi trên trán bọn họ hãm hại tôi trương dương không nói gì biểu tình khá là nghiêm trọng chu tiếu ngọc nói tôi phát hiện ra một ít chứng cứ trong từng ấy năm giang nam xuân của chị tôi vẫn rửa tiền đen thay cho một ít lãnh đạo nguyên nhân chết của chị cũng là do nắm giữ nhiều bằng chứng chính xác trương dương nói chứng cứ đâu chu tiếu ngọc nói chuyện có liên quan đến đường hưng sinh anh có nắm chắc là có thể chỉ tội hắn không Trương Dương nói, chỉ cần có đủ bằng chứng chính xác, mặc kệ là ai, tôi cũng sẽ đem hắn ra trước pháp luật. Chu Tiếu Ngọc chỉ vào nhà ga phía trước, anh thả tôi ở đằng kia. Trương Dương nói, cô không sợ công an bắt cô sao? Chu Tiếu Ngọc lắc đầu nói, nếu tôi đã có can đảm về nước, thì cũng đã làm tốt chuẩn bị tư tưởng rồi, anh yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng lấy được chứng cứ. Trương Dương nói, cô phải cẩn thận. Yên S6 mét đi, không điều tra chuyện của chị tôi rõ ràng, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Trương Dương làm theo lời của Chu Tiếu Ngọc, thả cô tại nhà ga, Chu Tiếu Ngọc giao cho Trương Dương một bức thư, nhẹ giọng nói, đọc bức thư này, anh sẽ rõ ràng. Trương Dương nhìn Chu Tiếu Ngọc rời đi, lúc này mới mở thư ra, là thư do Chu Tiếu Nguyệt viết cho Chu Tiếu Ngọc, trong thư viết về quan hệ của cô ta và đường hưng sinh, nói đến vướng mắc trong tâm tình của cô ta, nói rằng cô ta biết nhiều chuyện không nên biết, trong dòng chữ còn có thể cảm thụ được nổi sợ của cô ta, trong thư lại viết cô ta đang ở trong biệt thự số 33 ở Tĩnh Hải, nhớ đến chuyện khi còn bé của hai chị em, nhớ đến việc chơi đùa trên bãi biển của hai chị em, nhéo chân, em gái vẫn hay cóng cô về nhà. Cuối cùng còn nói, nếu như C1 o thể thì rất muốn hai chị em cũng đi trên một bãi cát. Trương Dương khép bức thư lại, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào bãi cát trong thư có dấu bằng chứng chính xác. Nhưng mà từ việc Chu Tiếu Ngọc Suýt bị công an bắt mà xem, chuyện này hiển nhiên là chưa ai biết hết. Trương Dương từ nãy giờ vẫn có chút mâu thuẫn, hắn đang suy nghĩ một chuyện là có nên trưng cầu ý kiến của Tống Hoài Minh hay không, dù sao thì cũng liên quan đến bí thư ủy ban pháp chính Nam Tích Đường Hưng Sinh, nếu như xử lý không tốt thì sẽ tự rước họa vào thân. Trương Dương cầm lấy điện thoại gọi cho Tống Hoài Minh, trong tình cảm cá nhân thì Tống Hoài Minh chính là người thân cận với hắn nhất không thể nghi ngờ. Lúc Tống Hoài Minh nhận được điện thoại của Trương Dương thì đang ở nhà nghỉ ngơi, ông ta còn tưởng rằng là La Tuệ chữ về. Trương Dương đem đầu đuôi sự việc kể cho ông nghe một lần, Tống Hoài Minh bên kia điện thoại rơi vào trong trầm mặc đáng kể. Nghe thấy Tống Hoài Minh không nói lời nào, trong lòng Trương Dương không khỏi thấp thỏm, có thể Tống Hoài Minh không thích mình nhiều chuyện. Tống Hoài Minh im lặng cũng không phải là vì trách cứ Trương Dương nhiều chuyện, chỉ là trong hội nghị thường ủy ngày hôm qua, bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương vừa mới kêu công an tỉnh bầu chọn phó sở trưởng, một người trong đó chính là bí thư ủy ban pháp chính Nam Thích, Cục trưởng cục công an thành phố Nam Tích Đường Hưng Sinh, đương nhiên người đề danh của Đường Hưng Sinh chính là sở trưởng công an bây giờ Vương Bá Hành, Đường Hưng Sinh chính là môn sinh của Vương Bá Hành, Kiều Trấn Lương cũng có chút thích Đường Hưng Sinh. Có thể nói trong hệ thống công an của Bình Hải, có hai nhân vật nổi danh nhất, một người chính là cục trưởng cục công an Giang Thành Vinh Bằng Phi, một người chính là cục trưởng cục công an Nam Tích Đường Hưng Sinh. Tống Hoài Minh và Vinh Bằng Phi là bạn bè lâu năm, ông đề cử Vinh Bằng Phi chẳng qua từ tình huống thảo luận sơ bồ trong hội nghị thường ủy ngày hôm qua thì có khuynh hướng nghiêng về đường hương sinh nhiều dù sao thì tình huống trị An của Nam Tích mọi người đều thấy rõ ràng còn Giang Thành Mặc dù qua tay của Vinh bằng Phi cũng có chuyển biến tốt đẹp chỉ là so với Nam Tích vì vẫn kém hơn không ít tâm tình của Tống Hoài Minh từ sau hội nghị thường ủy cũng không được tốt lắm vị trí phó sở trưởng này từ biểu hiện bên ngoài thì chỉ là một chức phụ mà thôi nhưng mà sở trưởng vương bá hành sang năm sẽ nghỉ hưu phó sở trưởng Điền Khánh Long tuổi đã lớn rồi cho nên không có khả năng được đề bạt, mấy phó sở khác tuổi cũng đã cao, và bây giờ dưới yêu cầu đề cử cán bộ trẻ tuổi, thì phó sở trưởng mới nhậm chức sẽ trở thành người đứng đầu trong hệ thống công an Bình Hải. Tống Hoài Minh và Kiều Trấn Lương đều rất coi trọng chuyện điều chỉnh nhân sự lần này, nếu đường hưng sinh mà lên, thì quyền lực nói chuyện của Tống Hoài Minh trong tỉnh sẽ bị suy yếu thêm một bước. Lúc này Trương Dương phản ánh về vấn đề của đường hương sinh, đã làm cho Tống Hoài Minh nảy sinh cảm giác có hy vọng, Tống Hoài Minh suy nghĩ một hồi lâu, nhẹ giọng nói: "Trương Dương, chuyện này không phải chuyện đùa, căn cứ theo thái độ phụ trách đối với đảng đối với nhân dân, con cần phải điều tra chứng cứ rõ ràng, xã hội chúng ta không cho phép có oan tình tồn tại, trong đảng của chúng ta không cho phép thế lực hắc ác tồn tại, con chỉ việc điều tra, xảy ra bất cứ chuyện gì, chú lo hết cho con." Trương Dương không ngờ rằng thái độ của Tống Hoài Minh lại tích cực như vậy thằng nhãi này lập tức có cảm giác máu nóng sôi trào, có những lời này của Tống Hoài Minh, hắn có thể vung tay làm chuyện lớn rồi. Chỉ là Trương Dương suy nghĩ càng lúc càng toàn diện hơn, là quan mù quáng thì không thể làm gì được, hắn chỉ là phó thị trưởng phong trạch thôi, dựa vào cái gì mà đi thăm dò chuyện của bí thư ủy ban pháp chính Nam Tích chứ? Trong lòng của Trương Dương cũng cực kỳ lung lay, hắn thấp giọng nói, Chu Tống, hay là chú gọi điện cho bí thư Lưu, đến lúc đó tạm điều con vào ủy ban kỷ luật tỉnh vài ngày tống hoài minh cười ha ha vài tiếng trương dương ơi là trương dương con trở nên sợ đầu sợ đuôi như vậy từ khi nào thế kêu con làm con cứ việc thả gan ra mà đi làm không cần lo lắng đường lui chú là đường lui của con những lời này coi như là cho trương dương một viên thuốc an thần rồi trương dương nói tốt con nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này tống hoài minh buông điện thoại xuống ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời mặt trời ngày hôm nay đặc biệt nắng hay là do va chạm của ông và Kiều Trấn Lương tạo thành, tranh đấu của ông và Kiều Trấn Lương từ trước đến giờ đều diễn ra, nhưng lần này lại khác, vì lần này người tuyên chiến đầu tiên chính là ông. Trương Dương nghe thấy tiếng còi xe công an, hai chiếc xe công an một trước một sau vây hắn lại, từ bên trong xe bước xuống ba gã công an vẻ mặt uy nghiêm, bọn họ đi đến chiếc xe của Trương Dương nhìn một chút, sau đó gõ cửa sổ xe của Trương Dương. Trương Dương hạ cửa sổ xe xuống, làm vẻ mặt không biết gì cả hỏi, có chuyện gì sao? Người công an mang đội lạnh lùng nhìn Trương Dương, anh là chủ xe của chiếc A12345. Trương Dương gật đầu, đem bằng lái và chứng minh nhân dân của anh ra. Trương đại quan nhân biểu hiện rất là phối hợp, lấy bằng lái và chứng minh đưa ra ngoài, nhưng mà hắn không có dự định xuống xe. Người công an kia nhìn kỹ chứng minh của hắn, sau đó nói, xuống xe. Trương Dương không để ý đến hắn. Giọng nói của đối phương nhất thời trở nên nghiêm khắc, có nghe hay không? lập tức xuống xe cho tôi. Trương Dương nói, anh nói với tôi hả? Anh tốt nhất là nên phối hợp với công tác của chúng tôi, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí. Trương Dương cười ha hả nói, công an thì tôi thấy nhiều rồi, có thể thấy được đều là công an nhân dân cả. Công an nhân dân là bạn của người dân, muốn người ta tuân thủ kỳ cương thì đầu tiên là phải khách khí, phải có lễ phép. Người công an bên cạnh nổi nóng nói, cỡ như anh cũng xứng sao. Lấm la lấm lét, vừa nhìn là biết không phải thứ tốt rồi. Trương đại quan nhân lần đầu tiên nghe thấy người khác hình dung mình như vậy, hắn đẩy cửa xe ra, chỉ vào người công an kia và nói, anh nói cái đếch gì đó. Nói lại một lần coi. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 415.